Tây Du Ký qua cái nhìn Phật học. Có một hôm, bốn thầy trò của Ngài Đường Tam Tạng gồm có Ngộ Không, Bát Giới và Sa Tăng đi đến một cái thành phố rất là náo nhiệt. Thì trong lúc đó thấy vua dán một cái bản cáo thị, tức là phổ cáo cho toàn dân trong nước biết rằng vua đang bị bệnh và muốn tìm thầy để mà trị bệnh. Thì lúc đó các vị đệ tử của Ngài Đường Tăng mới lột cái tấm cáo thị đó và đi vào trong thành. Thì để mà trị bệnh cho ông vua của nước Châu Tử, ông vua đang bị bệnh và cần người chữa bệnh. Thì sau khi mà ông vua nghe tin các vị này đến thì ông cũng muốn bắt mạch trị bệnh, nhưng mà ông chưa có tin gì lắm. Nhưng mà Ngộ Không có thần thông, có phép, cho nên đã làm cho ông tin là Ngộ Không là một người có tài trị bệnh. Thì khi mà bắt mạch xong thì cho ông uống thuốc. Thuốc của Ngộ Không làm bằng cách đó là lấy nhiều thứ cây cỏ nhồi lại, mà đặc biệt trong đó có một thứ gọi là mã níu. Quý vị biết mã níu không? Mã níu tức là nước tiểu của ngựa. Lấy một chén nước tiểu ngựa đổ vô trong cái chén thuốc và nhồi lại mà cho vua. Mà vua uống xong thì vua sổ một số độc ở trong người ra, thì sau 5-6 lần sổ thì vua khỏe và vua rất là tin tưởng. Và sau đó bày một cái bữa tiệc để mời thầy trò Đường Tăng đến ăn mừng và cảm tạ. Thì trong khi mà ăn mừng cảm tạ như vậy đó, thì ông vua cũng trình bày thêm một cái sự việc nào mà làm cho ông bệnh hoạn đến như vậy, là cái lý do rằng ông có một người hoàng hậu, một bà hoàng hậu. Thì một hôm đang ngồi ăn tiệc với hoàng hậu thì có một cái luồng khói xám bay đến và cuốn mất hoàng hậu của ông đi mất. Thì sau đó thì ông buồn khổ và ông nhớ hoàng hậu. Ông bệnh, cái bệnh của ông gọi là bệnh tương tư, bệnh nhớ người yêu. Nhưng mà hoàng hậu này bà cũng may lắm, là khi mà bà bị bắt về cái chỗ của quỷ vương ở đó, yêu tinh ở đó, thì yêu tinh cũng muốn cưới hoàng hậu làm vợ. Nhưng mà rất tiếc là yêu tinh không có cưới được và không có đụng chạm vô của người bà hoàng hậu được, là vì một hôm bà hoàng hậu đang ở trong cái động yêu thì có một ông tiên xuất hiện. Có một ông tiên xuất hiện thì cái ông tiên này á, ổng mới cho bà hoàng hậu một cái áo giáp bằng năm sắc. Và bà mặc cái áo giáp đó vô trong người bà rồi á, thì trên người bà có một cái áo giáp và có hai tay bà có hai cái vòng màu sắc rất đẹp. Và mỗi khi yêu tinh mà muốn nói chuyện với bà hoàng hậu này á, thì yêu tinh chỉ ngồi nói chuyện bình thường thôi, mà mỗi lần mà muốn lại lấy tay mà ôm ấp hay là gờ bà đó, đụng vô người bà đó, thì yêu tinh bị văng trở ra, là bởi vì cái sức mạnh của cái chiếc áo giáp đó có thần, có lực, cho nên là yêu tinh không có đến gần được. Thành thử cái đó yêu tinh chỉ còn có một cách gọi là kính nhi viễn chi, có nghĩa là kính và ở xa thôi, chứ không có thể nào làm được chuyện gì hết. Thì sau khi mà ông vua trình bày cho Tôn Ngộ Không biết là bị một cái khói xám như vậy đó, thì Tôn Ngộ Không đằng vân đi tìm những cái động ở trên núi coi có yêu tinh nào. Thì cuối cùng tìm lên được một cái ngọn núi và đánh với yêu tinh một trận. Nhưng mà trước khi đánh á, là Tôn Ngộ Không đã lén giả người làm ở trong đó đi vào để gặp đích thân hoàng hậu và bảo hoàng hậu phải làm sao lường gạt cái ông yêu tinh này, đưa cái lục lạc. Tại ông yêu tinh này, có một cái lục lạc ba cái chuông, có một cái lục lạc, trong cái lục lạc đó có một cái chuông, và cái chuông đó dù cho Tôn Ngộ Không có tài hay giỏi cách mấy cũng không thể nào đánh lại cái chuông đó. Tại vì cái chuông đó mỗi khi mà nó lắc một cái á,
thì nó sẽ tuôn ra khói, tuôn ra lửa và tuôn ra cát vàng. Cho nên Ngộ Không á khôn lắm, biểu là hoàng hậu phải làm sao lấy cho được cái chuông đó. Thì bữa đó Tiêu Tinh về thì hoàng hậu cũng giả bộ ngọt ngào, cho nên lấy được cái chuông đó và đem đi tráo và đưa cái thiệp cho Ngộ Không. Thì một khi mà Ngộ Không nắm được cái chuông trong tay rồi thì Ngộ Không bắt đầu mới động tới ổ của Yêu Tinh. Thì lúc đó rung Yêu Tinh và Yêu Tinh đánh không có lại, vì Yêu Tinh phải nói dối đó rằng Ngộ Không, tại vì bữa nay tôi đói bụng tôi đánh không có lại, bây giờ ông cho tôi vô trong tôi ăn bụng ra tôi đánh. Thì Ngộ Không nói được, ta cho người đi ăn. Thì đi vô trong kia thì bảo hoàng hậu đưa cái chuông ra. Thì hoàng hậu đưa thì đưa cái chuông giả, thì ông đâu có biết. Ông chạy tới ra tới ngoài, cái ông nói bây giờ ta không có sợ đâu, tại ta có cái chuông này rồi. Thì Ngộ Không mới nói ta cũng có cái chuông. Thì Ngộ Không đem ra và đánh Yêu Tinh một trận. Thì lúc đó Ngộ Không lắc cái chuông một cái đó thì bắt đầu lửa cháy, khói bay và cát ở đâu tung té rớt Yêu Tinh đó. Và Yêu Tinh phải chạy, và trong khi chạy như vậy thì nhém chút xíu nữa thì Ngộ Không đã đánh một chưởng cho Yêu Tinh chết rồi. Nhưng mà lúc đó Quan Âm Bồ Tát xuất hiện kịp. Quan Âm Bồ Tát bảo Ngộ Không đừng có giết nó. Thì đây là lời của Quan Âm Bồ Tát. Cái này người ta gọi là nói có sách là mách có chứng. Con hầu này nó tên, nó có cái lông vàng cho nên gọi là Kim Hậu. Quan Âm nói con quái đó là con hổ lông vàng của ta dùng cởi, bởi thằng chăn ngủ quên nên nó cắn dây trốn xuống đây, làm cho vua Châu Tử tiêu tội. Quý vị nhớ cái đoạn này, Quan Âm nói là cái con này, con kim hổ này, con hổ lông vàng này đi xuống dưới này làm giúp, có nghĩa là giúp cho vua Châu Tử được tiêu tội. Lúc đó Tôn Ngộ Không mới nói, Tôn hành giả ngơ ngác nói, Bồ Tát nói lộn rồi, con quái ấy bắt hoàng hậu làm hại vua Châu Tử, sao lại gọi là làm cho vua Châu Tử tiêu tội? Lúc đó Quan Âm mới giải thích, bởi ngươi chưa biết, nguyên khi trước vua Châu Tử còn làm thái tử, tánh ưa săn bắn. Một hôm thái tử đi săn bắn nơi núi Lạc Phụng, thấy con công trống và con công mái đều còn nhỏ đậu trên chót núi. Thái tử dương cung bắn, một mũi chết cả hai. Đó là cái lý do là vì vua Châu Tử bắn chết một con, một cặp. Thì nếu nói về cái giới thứ nhất là ông phạm cái gì? Phạm cái giới sát sanh, phải không? Thành thử ra ông đã làm cho một cặp công, một con trống con mái đã xa nhau, xa cách nhau. Vì vậy cho nên ông phải bị một cái nghiệp gì? Cái nghiệp của ông là nghiệp phải xa người yêu mấy năm? 3 năm. Và cái con hổ đó, cái con hổ lông vàng đó, nó đi xuống, tại vì nếu mà nó không có giúp ông á, để mà cướp hoàng hậu 3 năm á, thì cái nghiệp ông còn hoài. Cho nên nó mới xuống, nó dạ, nó biến hóa là một con yêu quái để mà cuốn mất bà hoàng hậu đi. Cuốn mất hoàng hậu đi và bắt vua Châu Tử phải chịu cái tội tới 3 năm. Thì sau đó rồi thì Bồ Tát thu cái con hổ đó, hổ lông vàng lại và bay về trên trời. Và lúc đó vua và hoàng hậu đoàn tụ. Cái câu chuyện nó chỉ đơn giản như vậy mà nó chiếm tới 4 chương ở trong một cái tác phẩm Tây Du Ký, 68, 69, 70, 71, 4 chương. Thở đây á, Pháp Hòa muốn giải thích cho đại chúng nghe một vài cái ý trong cái đoạn phim này. Thì Pháp Hòa xin nhắc lại là Pháp Hòa không có nói từng chương trong sách, tại vì quý vị không có sách đọc mà đa số là có phim. Thì Pháp Hòa theo những cái tình tiết ở trong cái phim đó mà giải thích. Kỳ này là kỳ thứ 13, nhưng mà mình nghe nó vẫn hấp dẫn là tại vì nó từng đoạn chứ nó không cần phải liên tục. Vua Châu Tử mà bắn cái cặp công đó chết đó, và phải bắt cái quả là xa người yêu và nhớ người yêu tới 3 năm, đó là cái quả của ông phải chịu. Cho nên trên đời mình
đây là một cái bài học về nhân quả. Trong này nó bài học về nhân quả. Thì mình mà gieo cái nhân nào á thì mình phải bị gặt cái quả đó. Tại vì mình gieo cái nhân là mình bắn chết một con công để cho nó phải, một con khác nó phải nhớ, phải thương. Vậy cho nên mình cũng phải bị cái quả là phải nhớ, phải thương. Vì vậy cho nên trong cái giới thứ ba đó, mà quý Phật tử tại gia thọ trì đó, thì trong đó có nói một cái câu là: con ý thức được rằng, con biết rằng, muốn bảo vệ hạnh phúc của con thì con phải biết giữ, phải biết tôn trọng những cái cam kết của con và của người khác. Tại vì nếu mà con không có giữ cái cam kết của con, tức là cam kết rằng khi mình có vợ có chồng, mình cam kết là sao? À, anh xin cưới em làm vợ suốt đời, dù bất cứ hoàn cảnh nào, nghèo khổ hay ốm đau, gian nan hay là giàu có gì đó, chúng ta cũng không xa nhau, trọn đời bên nhau, vân vân. Thì người vợ cũng nói như vậy, người chồng cũng nói như vậy. Thì mình biết rằng mình muốn giữ hạnh phúc của mình thì mình đừng có phá hoại hạnh phúc của người khác. Mà không phải cho cái giới thứ ba không, mà nói chung cho tất cả các cái thứ khác trên đời này. Thì hồi nhỏ mình được ông bà mình dạy một câu như thế nào: cái gì mà con không muốn thì con đừng làm cho người. Phải vậy không? À, mà đa số chúng sanh mình thì khác. Mình thì khi gieo nhân á thì mình gieo xả láng, nhưng mà khi quả nó đến á thì mình lại sợ. Mà cái câu mà trong đạo Phật, trong kinh chư tổ thường nói đó là: Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sanh thì sợ quả. Tại vì Bồ Tát rất sợ gieo cái nhân, tại vì người ta thấy, người ta biết rõ cái quả đó là gì rồi. Bây giờ mình nói ví dụ ha. Mình nói ví dụ như bây giờ là mình trồng cái rau thơm. Mà cái quả mà một khi mà rau thơm mà nó chịu mọc rồi á là nó tràn lan hết, nó ăn hết cái đất tốt của cái khu vườn của mình. Cho nên mình đã bị một lần rồi, cho nên bây giờ mình có cái nhà mới, mình trồng cái gì thì trồng chứ không có dám trồng cái rau thơm. Là tại vì cái rau thơm á, sau ba mùa là bắt đầu nó lai, cái mùi thơm nó không có nguyên si nữa. Và cái cọng rau thơm bắt đầu nó già và nó có lông, à, mà nó dày cui, ăn không ngon mà không thơm. Mà bây giờ người ta gọi là bứng nó thì cũng khó lắm, cho nên người ta không dám trồng. Này, thì Bồ Tát cũng vậy, vì người ta biết cái quả của nó là như vậy, cho nên lần sau người ta gặp nó nữa là người ta sợ, người ta dám trồng. Bồ Tát là sợ gieo nhân, còn mình á thì thích trồng, phải không? Nhưng mà khi quả nó đến thì rất sợ. Mình nói ví dụ như vậy. Cho nên đó là trong cái giới thứ ba hướng dẫn mình đó, là mình biết muốn bảo vệ hạnh phúc của mình thì đừng phá hoại hạnh phúc của người khác. Mình biết đó, là mình không có thể nghe những cái lời nói nặng thì người khác cũng vậy thôi, có khác gì mình đâu. Mình biết là mình thích ăn ngon thì người khác cũng thích ăn ngon. Mình biết là mình ham sống thì con vật cũng ham sống và sợ chết. Đó, cho nên mình muốn bảo vệ hạnh phúc mình thì mình phải bảo vệ hạnh phúc của người khác. Và mình biết rằng mỗi một cái tâm niệm mình khởi lên á, nhiều khi mình chưa có khởi, chưa có làm chứ, nhưng mà mình có khởi. Mà nếu mình cứ dính với cái niệm khởi đó hoài thì lâu ngày nó cũng thành ra cái gì? Thành ra cái tập niệm. Thí dụ như mình nói ví dụ như thế này, mình nói ví dụ như là mình thường hay mắng người kia là quỷ sứ. Mình nói ví dụ vậy đi, một câu nói rất đơn giản. Nếu mà bình thường vui vẻ với nhau á mà mắng câu quỷ sứ thì nghe rất dễ thương. Nhưng mà khi mà giận nhau rồi á mà cái chữ quỷ sứ đó nó còn nghe dễ thương như lúc đó không? Không, tại khi mà giận nhau rồi thì cái người kia mắng mình là quỷ sứ thì mình cũng tìm cách mình trả lại mình: à, tôi là quỷ sứ, còn chị là yêu tinh. Không, nhưng mà lúc bình thường mà quỷ sứ á thích lắm, nhất là các anh mà gặp được các cô mà mắng quỷ sứ cái là thôi hết sảy.
không? Thành thử ra những cái lúc vui thì nó như vậy, nhưng mà khi mà cái lúc mà cái tập khí mà nó giận mình tưới lâu ngày nó thành. Cho Pháp Hòa nói ví dụ như thế này, quý vị biết là trong thời gian mà mình tu học thì thường thường thỉnh thoảng á, mình là người phàm mà, thỉnh thoảng nó còn khởi những cái tâm niệm xấu. Nhưng mà cái cách Pháp Hòa thực tập là vậy nè, mình khởi lên, mình cái tư tưởng nó xấu nó khởi lên trong mình á, cái mình nói bụng liền, mình nói trời, mình đang hướng dẫn, mình nói cụ thể chút đi. Bây giờ Pháp Hòa muốn là mình có một cái khóa tu cho nó được đầm thấm. Và nếu mà Pháp Hòa khởi một cái niệm mà sân si là muốn gây hấn với ai đó, cái tự nhiên Pháp Hòa nhắc lại mình liền, mình khởi niệm này, mình làm cái việc này là mình sẽ hư cái chuyện mình đang làm. Khởi như vậy cái tự nhiên không dám. Thì cũng giống như mình làm cha mẹ vậy, mình biết rằng á, cái phía hậu của mình là con cái, cho nên nếu mình khởi một cái gì mà không lành á thì ai hưởng? Con cái mình nó ít nhiều nó cũng hưởng, cho nên không dám. Thì thường thường cái thực tập Pháp Hòa là như vậy. Là đang là mình đang tổ chức khóa tu thì mình sợ cái khóa tu nó không thành công, cho nên khi mà khởi một cái niệm gì đó bực bội thì tự nhiên Pháp Hòa nhắc lại mình liền, mình đang ở trong khóa tu, mình đang hướng dẫn như vậy, cho nên cái niệm này là niệm không có tốt. Và không phải chỉ trong khóa tu không, mà lúc nào mình cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà đặc biệt khi mình đang có một cái chuyện gì quan trọng mình chăm nhắm tới thì mình lại càng để tâm và mình cố gắng mình dằn xuống và mình lắng xuống tất cả những cái niệm khởi đó. Đó là cái ý thứ nhất về nhân quả. Cái ý thứ hai mà ông Ngô Thừa Ân ông muốn nhắc ở đây á, là ông muốn hướng dẫn cho tất cả con người về cái tình cảm của con người. Tại vì tình cảm của con người á, là con người hay bị không có tự chủ được. Con người hay đau khổ khi mà phải mất một người thương. Nhưng mà thật sự ra trên đời này, mình có bao giờ mình giữ cái người thương của mình được trọn vẹn mãi mãi không? Có không? Dù mình với người đó sống với nhau vui vẻ hết đời, nhưng mà cũng có một ngày nào đó kẻ đi trước người đi sau. Vậy cho nên nếu như trường hợp á, mà trong cuộc sống tình cảm của mình nó có thất bại thì chúng ta cũng biết đó là cái ý nghĩa của chữ vô thường. Mà không phải chỉ vấn đề tình cảm không, mà tất cả mọi thứ trên đời này nó đều là vô thường hết. Nhưng mà nhờ có vô thường cho nên mọi việc trên đời này nó mới được hiển hiện một cách màu nhiệm. Thí dụ như là nhờ có vô thường cho nên ngày hôm nay khóa tu mới đến ngày. Chứ nếu mà mọi việc cái ngày đó nó thường thì không bao giờ có 1 tháng 8 2007. Nhưng mà có 1 tháng 8 2007 nó trôi qua thì ngày mai mình sẽ có mấy? 2 tháng 8 2007. Và cứ như thế, cứ vô thường trong từng giây từng phút như vậy. Nhờ vô thường cho nên chúng ta mới ý thức mà chúng ta tu. Nhờ vô thường cho nên chúng ta ý thức, chúng ta bớt tranh cãi. Có một cái gia đình đó chưa bao giờ đi chùa, không bao giờ biết Phật Pháp là gì hết, nghĩa là hoàn toàn chỉ là một cái người sống bình thường vậy thôi. Thì đùng một cái có một người thân bị bệnh mà bác sĩ không tìm ra nguyên do. Bây giờ đi tìm không điều được bệnh, thì không biết ai đồn nói đi lên chùa Trúc Lâm kiếm mà Hòa Thượng Pháp Hòa. Kiếm Hòa Thượng Pháp Hòa à, Pháp Hòa quên báo đại chúng biết lúc này em lên chức. Là vì mới đây có một tờ báo đăng cảm tạ đám tang, mà để là gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ Hòa Thượng Pháp Hòa. Trời ơi, mình đọc cái tờ báo đó xong mình kiếm chỗ mình ngồi chứ, bị gì nó xỉu. Nhưng mà trước khi xỉu cũng còn khôn biết kiếm chỗ ngồi để đọc kỹ hai chữ Hòa Thượng.
Thế thì đi kiếm Hòa Thượng Pháp Hòa, thì Pháp Hòa bữa đó đang bận quá đi, thì mới gặp cái gia đình, mới hỏi gặp mình mà không biết, nói dạ gia đình chúng em đến đây kiếm Hòa Thượng Pháp Hòa, mà cầm cái tờ giấy đọc sợ lộn tên, sợ đọc nhầm phát hỏa. Thế thì Pháp Hòa nói dạ Pháp Hòa đây, thì quý vị mới xin gặp chút xíu, rồi nói là gia đình có một người thân bệnh mà bây giờ không tìm ra bệnh, mà gặp ai cũng hỏi, thì cuối cùng có vài ba người nói giống nhau là đi lên chùa Trúc Lâm kiếm Hòa Thượng Pháp Hòa, ông cầu cho em bệnh gần chết, em cầu ai. Thế thì nhưng mà thôi, giờ người ta đến xin thuốc thì mình có thuốc gì cứ mang ra. Nhưng mà quý vị biết, nhờ cái cơ hội đó và Pháp Hòa đã giải thích cho họ biết rằng cái nhân quả, cái nghiệp báo, và để hướng dẫn gia đình thay vì phải cúng sao giải hạn thì lên cúng Phật Dược Sư lại Phật. Và bây giờ gia đình Pháp Hòa bày cho họ mỗi ngày này, quý vị bưng ly nước cho người thân quý vị uống nha, quý vị niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vân Phật, Nam Mô Tiêu Tai Diêm Thọ Dược Sư Phật 3 lần rồi cho người thuộc. Rồi người đó đang đau nhức, quý vị lợi, quý vị đem cái năng lượng khỏe mạnh bình an của quý vị so bóp cho người đó, mà vừa so bóp quý vị niệm Nam Mô Tiêu Tai Diêm Thọ Dược Sư Phật, Nam Mô Đại Bi Quán Thân Bồ Tát. Và Pháp Hòa bày cho họ làm như vậy, thì thay vì họ ngồi đó họ bó tay, họ chỉ biết đau khổ. Và Pháp Hòa nói với người thân họ, đi về đừng có nói những cái điều negative cho người thân nghe, tại vì họ đang bệnh, họ đang rầu cái bệnh, họ không biết bệnh gì. Mình phải nói những cái điều rất là phấn khởi, nói đừng có lo, bác sĩ sẽ chữa bệnh, và hôm nay gia đình lên chùa gặp quý thầy, và quý thầy cầu an cho rồi Phật sẽ phò hộ cho. Mình cho họ, mình tưới tẩm vô trong cái trái tim của họ, cái người bệnh đó, những cái hạt giống phấn chấn, khỏe mạnh. Vì cái tâm và cái thân nó liên hệ với nhau, thân bệnh mà tâm thì lo, lo mình không biết mình bệnh gì, rồi mỗi rủi mai mốt mà biết bệnh gì thì lại lo gì nữa, lo mình sắp chết, rồi lo mình sắp chết, rồi biết mình sắp chết, rồi lo mình sẽ chết, rồi lo gì, không biết tiền bạc để đâu và đưa cho ai, cho nên đủ thứ lo hết. Quý vị hiểu không? Thành thử ra mình cũng chẳng bắt mặt mình biết bệnh gì, nhưng mà mình chỉ khuyên như vậy thôi. Cho nên mình mới cho họ biết cuộc đời là vô thường, cho họ biết được cuộc đời là vô thường. Vậy rồi Pháp Hòa dặn là bây giờ người này còn đang ở gần quý vị và rất cần sự chăm sóc của quý vị, quý vị về quý vị lo cho người này bằng cả tấm lòng của mình. Thành tâm lại Phật lắm, lại Phật rất là thành tâm, và đem cái năng lượng bình an đó cho cái người đó. Cho nên mình cũng cảm ơn, mặc dù cuộc đời là vô thường và dù chúng ta ghét vô thường hay là có thương vô thường, thì vô thường vẫn cứ vô thường, vô thường vẫn cứ thường. Mà cái quan trọng là chúng ta biết sống trong cái vô thường hay không. Cho nên vô thường nó có đến thì mình cũng vẫn cứ bình thường. Cho nên đó, người sống ở trên đời, người ta có thương mình hay người ta có ghét mình thì mình cứ bình thường. Tại vì cái thương ghét là cái chuyện trôi hụt của người ta, và cái chuyện bình thường là chuyện của mình. Quý vị có nắm được cái chỗ này không? Kỳ sau Tây Du Ký sẽ nói tới cái chuyện đó. Ông Ngô Thừa Ân đã đưa cái giáo lý đó trong một cái đoạn của bộ truyện Tây Du Ký. Và hôm nay ông hướng dẫn cho con người mình về vấn đề tình cảm. Ông vua mà bị bệnh á, là bởi vì ông bị vướng mắc tình cảm, người thương ông mất. Cho nên á, cái nỗi khổ của ông vua là bị con quỷ vô thường của tham sân si nó gây ra, và chỉ có trí tuệ vô ngã mới có thể chữa được cái bệnh đó. Cho nên trong truyện kể rằng Tôn Ngộ Không đã chữa lành bệnh cho vua, vì Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho trí tuệ, phải không? Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho trí tuệ. Chỉ có trí tuệ mới có thể chữa lành bệnh chấp vướng mắc của mình. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha, mình đi vô chùa, mình tham dự khóa tu,
Thì tình cờ có một cái người bạn đồng tu của mình làm cho mình Phật lòng, thì mình vướng vào đó, mình buồn khổ, mình lén lén thầy, lén lén bạn, mình ra góc, mình ngồi mình thúc thích, là tại vì mình chấp vào cái lời nói đó, mình chấp vào cái hành động đó cho mình khổ. Cho nên đau rồi phải không? Bệnh rồi. Mà bây giờ á, cái chữ tương tư này là tư thường thường, là tương tư để chỉ cho những người họ thương nhau, họ xa nhau, họ tương tư. Còn bây giờ mình ghét cái người đó, mình không thích cái người đó, mình cũng tương tư người đó luôn. Tại vì trong đầu mình cứ nhớ cái hình ảnh đó, cái người đó. Thường thường người ta nói á, mình thương cái người đó, cái dáng đi người đó mình cũng thấy đẹp, cái nụ cười người đó mình thấy đẹp, cái ăn mình cũng thấy đẹp, làm gì mình cũng thấy đẹp hết. Còn bây giờ mình không thích cái người đó, mà tất cả những cái gì của người đó nó cũng đều ở trong đầu của mình, nhất là những gì người đó làm cho mình bực bội, đau khổ, mình cũng tương tư. Bây giờ muốn hết cái bệnh đó không, thì mình phải đem cái trí tuệ ra mình quán. Quán như thế nào? Quán rằng người kia cũng còn phàm như mình, người kia cũng tu như mình, và mình đôi khi cũng làm y hệt như vậy cho người khác. Và biết rằng mình hôm nay là hết một ngày rồi, không lẽ mình để cho một ngày mình trôi đi oan uổng như vậy sao? Cho nên khi cái trí tuệ đó mà nó đến được với mình rồi, là nó là cái phương thuốc chữa lành bệnh của mình. Y hệt như là trong chuyện kể rằng Tôn Ngộ Không chữa lành bệnh cho ông vua. Ông vua bị bệnh tương tư, mà Ngộ Không có chữa gì đâu, lấy ba cái cỏ này cỏ kia rồi cái nhồi với nước tiểu của ngựa cái cho ông uống, cái ông sổ ra. Sổ đây là gì? Sổ đây là tượng trưng cho xả. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha, đây là cái keo đựng kẹo, cái hũ kẹo, mình thọt cái tay mình vô, mình muốn lấy một nắm kẹo ra, thì khi mình đưa tay vô thì mình không có nắm, cho nên cái tay mình nó lọt vô trong cái hũ kẹo. Như bây giờ mình nắm một nắm kẹo ra rồi, mình nhấc tay ra không được, tại vì mình có một cụm kẹo và cái miệng bình, cái miệng hũ thì nó nhỏ quá, lấy ra không được. Bây giờ quý vị đành lòng chấp nhận, thà là nắm một nắm kẹo mà để cái tay mình trong hũ này, hay là thôi buông cái nắm kẹo đó ra để rút cái tay ra cho nó giải thoát, muốn cái nào? Biết muốn, ai mà chẳng muốn ăn kẹo. Nhưng mà tiếc thay, tiếc thay rằng cái nắm tay mình không thể lấy ra được, thì thôi chịu thèm chút mà nó được giải thoát, còn hơn nắm một nắm kẹo ăn cũng không được mà lại vướng tay, phải vậy không? Còn bây giờ ngã nó ra thì tự do. Thì bây giờ mình cứ thường ngày quán như vậy đi, lấy cái trí đó quán mỗi ngày như vậy đi, để chi? Để mình hết bệnh tương tư. Mà nhớ nha, tương tư ở đây là có thể người mình không thương, mình cũng tương tư người đó như thường. Mình cứ nhớ hoài cái hình ảnh, trời ơi, khỏi tôi nhắm mắt lại là tôi thấy cái con mắt của cái người đó thấy tôi. Khổ không? Tôi niệm Phật được ba câu là cái tiếng của cái người đó nó văng vẳng, thay vì mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, nhớ Phật, niệm Phật nghe Phật. Của cái chuông đó, cái chuông là tượng trưng cho cái gì? À, cái chuông đó nó, cái lục lạc đó đó, nó phóng ra lửa nè, nó phóng ra khói nè, nó phóng ra cát. Lửa là tượng trưng cho sân, khói là tượng trưng cho si, khói còn cát là tượng trưng cho tham. Cái lục lạc đó nó phun ra ba thứ, lửa cháy đó là tượng trưng cho cái sân, sân là giận đó, chứ không phải sân chùa, sân đình, sân sân nhất, sân bay, mà cái sân của mình sân nào cũng lớn lắm. Thành thử ra cái chuông đó mà Quan Âm Bồ Tát á, hướng dẫn cho Tôn Ngộ Không, chỉ cho Tôn Ngộ Không rằng muốn thắng được nó thì chỉ có khi nào Tôn Ngộ Không lấy được cái lục lạc đó thôi. Mà ở đây Tôn Ngộ Không phạm cái tội nói dối mà lường gạt, mà đâu phải gạt lần, gạt nhiều lần. Có một lần Ngộ Không còn giả làm mà Ngu Ba Dương vô mò để mà lường gạt cái quạt của
thiết phiến công chúa. Ông nói dốc tổ trời trong phim, trong truyện. Nhưng mà nói dốc đó không sao. Nói dốc đó để cứu người, chứ nói dốc không có hại người. Nó khởi từ cái tâm muốn cứu người. Cho nên việc làm gì của mình cũng vậy, mình phải quán lại nó khởi từ cái tâm niệm của mình. Cho nên nhiều khi mình thấy cái người kia làm lành quá trời quá đất, mà tại sao nó không giống như cái kết quả. Chưa chắc cái tâm khởi đó là vì thương xót cho người khác. Có nhiều khi vì danh lợi, vì một cái ý đồ nào đó. Cho nên cái từ khởi từ cái tâm niệm đó chứ không được như ý. Đó mình nói có một, có nhiều khi nó như vậy. Và dĩ nhiên có những cái chuyện nghiệp từ quá khứ. Và thỉnh thoảng nó cũng có những cái trường hợp là từ cái tâm niệm mình khởi không lành, cho nên cái quả nó cũng không lành. Mà quý vị thấy không, tại sao Quan Âm mới nói rằng á, cái con thú đó nó đi xuống để nó giúp cho ông vua tiêu tội. Nó hại ông vua mà Tôn Ngộ Không nó hại ông vua mà mất vợ mà sao gọi là tiêu tội. Vậy mà Quan Âm nó giúp cho vua tiêu tội. Rõ ràng chúng ta học được một bài học gì nữa. Ở trong cuộc đời này, cái những cái người mà đến làm mình phiền muộn hoài đó, đôi khi lại là thầy của mình giúp cho mình tiêu tội nghiệp. Thấy rõ không? Cho học được chút ở trong này nữa. Trong Quan Âm kể cái con hậu đó bữa nọ nó đang cởi, rồi nó lắng nó đi ngang, nó thấy cái bà hoàng hậu bị con yêu tinh nè, hoàng hậu với vua làm như vậy, cho nên giờ nó biết rằng á ông vua sẽ bị mất cái quả mất vợ 3 năm, thành ra nó hy sinh nó làm yêu tinh để nó giúp cho vua giải nghiệp. Cho nên đôi khi mình cũng phải chắp tay cảm ơn những người làm khổ mình, tại vì những người làm khổ mình là những người giúp cho mình tiêu nghiệp. Khó lắm à, nghe đơn giản vậy đó. Giống như là quay lô tô vậy nghe. Quý vị thấy không, để cái ở Việt Nam mình, quý vị có nhớ cái bàn kẹo kéo không? Mấy ông bán kẹo kéo mà cứ để cái miếng ni lông rồi có mấy cái số vậy nè, quay một cái mà trúng kẹo, trời ơi đặt tiền dữ lắm. Nhưng mà đâu phải dễ ăn được cục kẹo kéo của mấy ông. Mấy ông tốn chừng đồng mà ông hốt lại của mình mấy đồng, 9 đồng. Không phải dễ đâu. Cho nên nhiều khi trong đời cũng vậy. Nói là mình phải nhìn cái người mà làm khổ mình là như một người ơn đó. Không có tu làm được chuyện đó. Không, mình phải có tu rồi phải có quán. Cho nên là có một vị sư cô mới làm cái bài thơ đó: thế sao em không học hạnh bất khinh, cung kính lễ từng phàm phu tục tử. Ông vua mà ổng là một ông vua đó nha, thường thường là trị bệnh cho vua là phải mang nào là sơn hào hải vị đủ thứ thuốc quý trên đời để chữa bệnh. Nhưng đặc biệt ông vua này hết bệnh phải nhờ có nước tiểu của ngựa. Cũng y như vậy, y như vậy. Cái gì nhiều khi nó dày vò, mình thấy nó đau khổ vậy, nhưng mà nó lại là trị bệnh. Phải vậy không? Cho nên người ta mới nói đó, Thuốc mà đắng là có lợi cho bệnh. Khổ dược lợi ư bệnh. Thuốc đắng lợi cho khổ, lợi cho cái bệnh, tức là chữa được bệnh. Mà lời lành á thì có thể giúp cho mình thăng tiến. Cho nên ông Ngô Thừa Ân cũng lại, cho nên đọc trong chuyện ông đưa từng chút chút vậy đó. Mà nhiều khi trong truyện á, không có, trong phim á, thì không có nói rõ, nhưng mà trong truyện, trong sách thì kể kỹ. Nơi con hầu đó xuống làm yêu tinh để giúp cho vua tiêu tội. Mà Ngộ Không, Bồ Tát có nói lộn không? Anh cấp vợ người ta mà bảo là tiêu tội thì Quan Âm nó không phải mà. Nó nghe vậy nó giúp. Cho nên mình phải học, mình phải biết rằng trong đời này có những cái khó khăn. Có đôi khi á, không ai làm gì mình hết, nhưng mà có những cái khó khăn nó đến với mình. Đời thì phải vậy thôi. Cho nên nhiều khi á, mình bệnh cũng vậy. Bây giờ mình buồn thì mình cũng bệnh.
Mình vui mình cũng bệnh thì thôi, bệnh mà vui khỏe hơn, phải không? Buồn cũng chết mà vui cũng chết, thôi vui để chết, cho nên ta mới kêu là ngậm cười nó chín xuống. À, thành thử ra mình phải học được như vậy. Sách Nho có câu: đạo ngô ác giả thị ngô sư, đạo ngô hảo giả thị ngô tà. Người nào mà nói những lời xấu cho mình là thầy mình, còn người nào mà tâng bốc mình mà quá đáng coi chừng lại là người hại mình. Tại vì mình không có phải như vậy mà cứ đưa mình lên bay bổng, giống như ví dụ như người ta không biết cái này, người ta không biết mà người ta thật lòng thôi. Bởi vì theo cái quan niệm của người Hoa, ông thầy nào vô chùa là làm hòa thượng hết đó. Đó là quan niệm người Hoa, chứ không phải như mình nghĩ là hòa thượng là phải những vị tuổi cao, tuổi già, tu lâu. Theo đó là quan niệm người Việt. Nhưng mà đối với người Hoa thì khác. Người nào mà vô chùa tu nhỏ lớn gì cũng là hòa thượng hết, nhờ chỉ có điều là tiểu hòa thượng hay là đại hòa thượng thôi. Ví dụ như mấy chú giờ này, trung thiện, trung hạnh gì nhỏ nhỏ vậy, kêu là tiểu hòa thượng. Còn em là chắc trung hòa thượng. Các vị thầy lớn ta kêu là đại hòa thượng. Ở Việt Nam ở bên thường thường ta kêu là bên tàu mà gọi là vị đại sư, đó là các vị phải là lãnh đạo, các vị mà lớn lắm gọi là đại sư. Rồi thí dụ như giờ mình đọc tờ báo mình nghe gọi mình hòa thượng vậy khoái quá, cắt tờ báo để dành nữa. Rồi ai đưa ra, có nhiều vị cũng khổ vì cái này lắm. Tại vì nếu mà ai không gọi trúng mình buồn lắm. Cho nên đó là mình phải biết rằng ngay cả ông vua cũng nếu cần được chữa bệnh, vua cũng phải uống nước tiểu của người. Mình cũng như vậy. Cái đó là để nói lên cái chuyện mình phải học để trừ đi cái cao ngạo của mình. Nếu mà mình phải uống thuốc mà nó đắng, tức là mình phải nghe những lời nói khó nghe, thì phải biết rằng đó là lời nói giúp cho mình tu đó. Và nếu mình phải đối diện những cái chuyện khó khăn, thì biết rằng đó là những người thầy và giúp cho mình hết bệnh. Hết bệnh mới là tiêu nghiệp. Cho nên càng bệnh thì phải càng sám hối. Đừng có lấy cái cớ là tôi bệnh quá tôi sám hối không nổi. Sám hối nhiều cách, lại Phật được thì lại, lại không được quỳ lại, quỳ lại không được ngồi lại, ngồi lại không được xá, xá không nổi gật đầu. Mà lỡ mà gật đầu đây có nghĩa là như cái kiểu mấy ông mấy bà đang ngồi gục ở dưới kia nha. À, nhưng mà cái kiểu gì? Phải khởi tâm sám hối. Vì vậy cho nên Pháp Hòa cứ luôn luôn khuyến khích đại chúng là mình phải sám hối. Vì sám hối là một phương thuốc có công năng chữa bệnh rất hay. Sám hối để mà an cái tâm của mình và giúp cho mình thấy rõ được những cái lỗi lầm của mình. Nhiều khi mình tụng kinh sám hối nói nghe ớn lắm, nhưng mà nói có lần mình nghe rồi là thôi xong, phải không? Nhưng mà tụng đi tụng lại thì cái lời nói đó nó tô đậm lên, thì tự nhiên mỗi lần mà làm cái gì mình nhớ tới cái lời đó. Thí dụ mình đọc trong kinh Địa Tạng phẩm thứ tư ha, thì Đức Phật dạy cho tứ bốn ông thiên vương á: này bốn ông thiên vương, nếu gặp kẻ phá núi rừng cây thời ngày Địa Tạng giải rõ quả báo, cuồng mê đến chết. Nếu gặp kẻ ăn ở bất hiếu ngỗ nghịch thời ngày Địa Tạng Bồ Tát dạy trời đất trung lục, bị cái quả báo. Nếu gặp cha mẹ ghẻ, cha ghẻ mẹ ghẻ ăn ở độc ác thời ngày dạy rõ quả báo, trở lại hiện đời bị roi mòn. Nếu gặp kẻ tiêu hao một cách của cải một cách phung phí thời ngày Địa Tạng Bồ Tát dạy phải bị tiêu dùng thiếu hụt. Thì bây giờ nếu mà mình nghe con lần đâu có nhớ, nhưng mà nhờ tụng Địa Tạng lâu ngày rồi cái câu đó đó, ai mà xài phung phí thì sẽ bị thiếu thốn, cho nên cái gì mình cũng không dám phung phí. Như vậy thì mình tụng kinh có lợi hay có hại? Hoàn toàn có lợi, là bởi vì tụng không phải trả bài cho Phật, mà mình tụng để nó tô đậm những cái đó trong mình. Mình đã có rồi, nhưng bây giờ phải tô lại, mỗi ngày phải đồ lại, giống như con nít học trong trường mẫu giáo, cô viết chữ A rất là lợn, rồi mỗi ngày mình phải cầm cái viết mình đồ như vậy. Người ta vẽ sẵn như vậy đó, mà đồ lại đồ còn trật. Giống như hôm qua đắp y vậy đó, ta đứng trước mặt ta đắp cho co rồi,
vậy bạn đắp hồi nó cũng trật lên trật xuống này, phải không? Đó, đâu phải dễ đâu. Vì mà cho nên mình thọ giới rồi mình đi tụng giới để làm gì? Tụng là gì? Tụng là ôn tụng, tụng là ôn tụng, tụng hoài, tụng hoài, mà càng tụng thì càng. Cho nên thỉnh thoảng ở đây mình tổ chức tụng kinh Pháp Hoa đó, càng tụng, người ta nói tụng 12 tiếng đồng hồ, tụng trọn bộ một ngày đó thì mệt không mình, mà đặc biệt mình càng tụng càng dê chiêu á thì tiếng mình tụng càng thanh, âm ba mình tụng càng hay, và tinh thần mình càng sảng khoái. Và có khi tụng xong ngồi khóc luôn, là vì thấy lời trong kinh tha thiết quá. Cho Pháp Hòa mới làm cái bài thơ, bài thơ là lời kinh đó. Có một ngày nọ mình ngồi mình nghe kinh, trong lòng mình thích quá, tự nhiên trong đầu mình nó muốn, nó khởi lên những cái dòng thơ dường như không phải lời ca, mà sao thanh thoát ngân nga lạ lùng. Tụng kinh đâu có ca, đâu phải ca có đờn có sáo gì đâu. Dường như không phải lời ca, mà sao thanh thoát ngân nga lạ lùng. Lời đi từ cõi vô chung, lay người trong giấc mộng chung thở nào. Ôi sao tha thiết ngọt ngào, nghe như cam lộ rót vào cõi tâm. Lời sao tha thiết thăng trầm, như đang xoa dịu lỗi lầm nhân gian. Lời kinh không buồn như tiếng thở than, cũng không vui nhộn như đàn mu vui. Có phải không? Mình tụng kinh đó, đâu có đờn trống gì đâu, cũng không vui nhộn như đàn mu vui. Kìa ai danh lợi ngược xuôi, về đây tìm lại nguồn vui thở nào. Nguồn vui thở nào là nguồn vui ngồi đây này. Có gió mát, có trăng sao, bây giờ có mây lạnh. À, có lời kinh nhẹ biết bao nhiêu tình. Tình của ai? Tình của Phật, tình của tổ, tình của mình, tình của những người đồng tu. Phật thương mình, Phật mới để lại những lời đó. Tổ thương mình, tổ mới giải nghĩa đồ ra, viết thành những cái văn sám pháp. Đó là nguồn vui thở nào. Có gió mát, có trăng sao, có lời kinh nhẹ biết bao nhiêu tình. Xin làm chiếc mỏ xinh xinh, làm chuông tỉnh thức lay tình nhân gian. Trong khi mình tụng kinh nó to như vậy, cho nên có lười tụng kinh. Tụng kinh hay lắm, nhưng mà mình phải biết cái công dụng, cái lợi ích thì mình tụng mới có lợi ích. Và mình phải để tâm vào lời kinh thì lời kinh mới có lợi ích với mình. Còn mình tụng mà cái đầu mình cứ bay bổng ở đây đây kia đó thì nó không có kết quả. Cho nên quý vị thấy không, ở đây á, cái tham, cái sân, cái si là cội gốc của sinh tử. Ở trong cái chuông lục lạc đó, lắc ra ba thứ đó. Mà ba thứ này là ba cái thứ làm cho mình khổ sở, phải không? Trên Phật mới gọi là tam gì? Tam độc. Tam độc. Phật gọi tham, sân, si là tam độc. Mà tất cả những lỗi lầm của mình nó phát xuất từ tham, sân, si. Nếu mà mình hằng ngày mình quán chiếu thì mình sẽ tìm ra cái gì? À, mình sẽ tìm ra rằng cái tham sân si này nó có trong mình. Mà nếu mình không biết, mình tưới nó hoài mỗi ngày là mình tiêu. Rồi ở đây ông tiên cho bà hoàng hậu chiếc áo là tượng trưng cho cái gì? Chiếc áo giáp được làm bằng năm sắc và bảo vệ bà tiên này, bà hoàng hậu này, để không ai có thể xâm phạm vào được. Năm sắc là tượng trưng cho năm giới. Lấy năm giới này làm cái áo giáp mặc vào mình. Mà người nào có được cái áo giáp này rồi đó thì sao? Ai làm được gì mình? Mình không giết người hại vật. Có ủ tờ không? Làm gì có ủ tờ? Ủ tờ là tiếng Tiều. Tiếng Việt Nam là ở tù. Còn một cái danh từ mà người ta thường dùng là đi gỡ lịch. Gỡ lịch, cái ông đó ngồi gỡ từng tà từng ngày kêu gỡ lịch. Không giết người hại vật, cho nên không có sợ ủ tờ. Không gian tham trộm cắp, đâu có cần phải người ta để ý mình.
đập mình tới nhà, má muốn bà chủ nhà muốn đi rót nước cho mình mà phải kêu con ra, má đi rót nước cho bà khách này bà uống, con ngồi đây con chừng coi chừng bà nha, nguy không? Tức là người ta sao ta nghi ngờ mình hay chà đồ nhôm, tại vì mình hay chôm đồ nhà, mà rất tiếc không phải nhà mình mà nhà người ta, phải không? Rồi thứ ba là mình không có tình cảm lăng nhăng, không có sớm bận tối đào, thì làm gì có cái chuyện đi đường phải lấy dù đồ che sợ bị tạt, vân vân. Người ta làm gì có, người ta làm gì, người không có ai có chuyện gọi là nói xấu nói tốt mình trong cái chuyện đó. Mình mà không nói dốc nói láo thì người ta đâu có cần phải đi kiểm chứng lại lời nói của mình. Nói chung lại, còn cái người mà không có say sưa nghiện ngập, không có rượu chè bê bết, thì tư cách người đó có, phải không? Nói năng thì từ tốn rõ ràng, tư cách có, nhân cách mà có, thì ai dám khi dễ mình. Cho nên hồi xưa trong luật cũng dạy, một cái vị sa di còn nhỏ, đâu có nghĩa là cái vị sa di đó là nhỏ mà không biết gì. Cho nên trong luật cũng có câu: sa di 14 thuyết giảng kinh. Khen ông nó 14 tuổi mà đi thuyết giảng kinh. Rồi người ta mới nói cái tuổi như ông chỉ mang bình, mang bình có nghĩa là chỉ phụ cho thầy bưng trà bưng nước đổ bóng bô thì ha, cái tuổi như ông tuổi mang bình. Sa môn thuyết pháp sa môn thính, sa di chứ, sa di thuyết pháp sa môn thính, bất tại niên cao tại tánh linh. Đâu có chuyện cái căn cứ trên cái tuổi đời được, mà phải căn cứ ở trên cái gì? Trên cái tánh linh của người đó. Nhiều khi ông còn nhỏ mà ông đạo mạo như ông cụ non. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra Phật dạy đừng khinh thường một ông thầy tu trẻ, tại ông nhỏ mà ông làm lớn. Ông có thể phổ độ cho người. Cho nên cái chiếc áo đó là chiếc áo chánh niệm. Mình mà có chánh niệm rồi á, thì không có cái tà niệm nào nó có khả năng nó quay cuồng mình. Chánh niệm làm sao? Mình phải biết mình, biết người, biết hoàn cảnh gia đình, biết sức khỏe mình, biết tất cả. Mà khi mà biết tất cả rồi thì làm lợi cho tất cả, việc nhà mình cũng tròn, việc đạo mình cũng xong. Còn mình không biết, mình cứ bay bổng, mình bị những cái chuông nó lắc cái nó thổi ra cái gì, cái khói si. Có nhiều khi mình tưởng mình tu hay lắm, nhưng mà thay cái cách tu của mình là cách tu si. Là si làm sao? Không biết cách tu, mình cứ lay hoay mãi. Cho nên có câu lay hoay đã nửa kiếp người, mây bay trên lá nụ cười xôn xao, rõ ràng mở mắt chim bao. Rồi gì nữa quên rồi, cái vị chim bao mà. Nhưng mà phải nhớ, chờ ở đây á, ông tiên đó cho bà hoàng hậu cái áo đó, có nghĩa là cái áo của chánh niệm, cái áo của sự hành trì giới luật. Mà khi mình có mặc cái áo đó rồi á, thì yêu tinh không tới gần mình được, có nghĩa là đụng vô. Ở đây á, là bảo vệ trinh tiết của một bà hoàng hậu. Ở trong chuyện kể, ông tiên đó ông mới thấy yêu tinh bắt hoàng hậu rồi, thì ông sợ yêu tinh làm hại trinh tiết hoàng hậu, thì mai mốt khó mà đoàn tụ lại với vua. Cho nên ông biến ra một cái áo chồng vô người hoàng hậu, tặng cho hoàng hậu, và yêu tinh không dám đến gần. Cũng như vậy, mình là người Phật tử, có mặc cái áo giáp nhẫn nhục, cái áo giáp tính tâm kiên cố rồi, thì không bao giờ có cái chuyện ai lung lay và có thể xâm phạm vào cái đời tu của mình được. Hoàng hậu và trinh tiết là tượng trưng cho cái cuộc đời tu của tất cả chúng ta nó được trọn vẹn. Cho nên á, cái đặc tính của pháp là gì? Đặc tính là cái special, cái đặc biệt của pháp Phật là có thể giúp cho mình thoát khổ được vui. Cho nên mình ca ngợi pháp là sao? Pháp là con đường sáng dẫn người thoát cõi mê, đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh thức. Ngày hôm nay mình về đây mình sống như thế nào? Sống trong giáo pháp. Hồi sáng
Thượng tọa khai thị cho mình đó. Nghe giáo pháp mở tâm tư, thời thường cúng dường tam bảo, siêng tu ba nghiệp. Ba nghiệp mình là gì? Thân, miệng, ý. Rồi mình cứ lây hoay mình tạo ra tham, sân, si, mới đọa xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bây giờ về đây tu giới, định, tuệ, quy y tam bảo Phật, Pháp, Tăng. Cho nên mình khai mỏ, mình khai 3 tiếng. Cốc, cốc, cốc. Cái tiếng mỏ, 3 tiếng mỏ đầu là tượng trưng vậy. Chúng sanh mình tạo nghiệp nơi thân, miệng, ý. Thấy không? Tạo ra tham, sân, si. Đọa xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là tam đồ. Từ tam nghiệp duyên với tam độc xuống tam độ. Bây giờ tu theo Phật quy y tam bảo, tu gì? Tam vô lậu học là giới, định, tuệ. Cho nên pháp là con đường sáng dẫn người thoát khỏi mê, đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh thức. Ngày hôm nay mình đang sống tỉnh thức là nhờ Phật pháp. Giờ này biết bao nhiêu người đang sao chìm trong bóng tối. Họ nghĩ rằng phải đi chỗ này vui chỗ kia vui, nhưng mà chúng ta thì tu học. Vì vậy thì cái câu chuyện mà ông vua Châu Tử mất vợ, bệnh tương tư, được Tôn Ngộ Không chữa bệnh và giải được, thì quý vị thấy được mấy cái điểm trong đó rồi ha. Thì Pháp Hòa hôm nay mình đi theo ngài Đường Tăng đến một cái nước đó, gặp vua Châu Tử và ông Ngô Thừa Ân, tác giả của bộ truyện Tây Du Ký, đã khéo léo dàn dựng một cái cốt truyện đó và đưa lên những cái ý niệm và giải thích Phật pháp ở trong này. Thì Pháp Hòa xem và hiểu được như vậy và đem chia sẻ cho đại chúng, để đại chúng mình có thể học hỏi được những cái hay, cái đẹp trong đó, để mà mình thăng tiến trên cái con đường tu học của mình. Đó. Thì quý vị biết rằng mình muốn tẩy trừ được cái lục lạc đó là phải thắng được yêu tà. Có nghĩa là mình phải dùng cái thiền quán, lấy cái trí tuệ của mình, lấy trí tuệ để thắng tất cả những cái phụ tùng không cần thiết. Giống như hôm qua Pháp Hòa nói đùa vậy đó. Thấy không? Mình ngủ không nhất thiết phải ngủ cận cái người kia, ngồi không cần nhất thiết cận cái người đó. Tại vì cái đó mặc dù nó nhẹ nhẹ nhưng mà đôi khi nó cũng thành cái gì? Thành cái gì? Thành cái lưu luyến, thành cái luyến ái. Thành thử ra mình cũng phải cẩn thận cái đó. Và ở đây thì cái cốt truyện chính là để nói rằng cái sở dĩ chúng ta bệnh là vì chúng ta còn chấp, còn mê, không thấy được lẽ thật. Khi thấy được lẽ thật rồi thì hết bệnh. Sổ đó, nhớ không? Hồi nãy tôi còn kể đó, Tôn Ngộ Không pha thuốc, vua uống sổ, vua hết bệnh. Cũng như vậy, mình mà có xả được thì mình mới thảnh thơi, mới an lạc. Giống như xin lỗi, mình ăn mà nếu thức ăn nó không tiêu hóa tốt thì mình bị sình bụng, mình bệnh. Mà thức ăn tiêu hóa tốt thì người mình nó nhẹ nhàng. Đó thì đó là cái câu chuyện Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng hôm nay. Quý vị có gì thắc mắc không? Và ngày hôm nay quý vị tu học có vui không? Dạ cô. Hoàng hậu với vua chồng chứ không phải vua cha. Dạ. Dạ gặp đoàn tụ. Vậy là cô tâm cũng tốt lắm, tại vì cô thích happy ending. Không, mà thường thường mình xem phim là vậy, phải không? Xem phim mà nếu như trường hợp mà cái kết cuộc của một cuốn phim mà nó đẹp đó, tự nhiên mình thích đó. Coi xong cuốn phim mà nam vai chánh phải đi vô ăn cháo khuya trước nữ vai chánh đó, mình buồn lắm. Mặc dù biết nó là giả không, nhưng mà mình vẫn buồn. Hồi đó có qua coi phim qua hay bị cái đó. Bởi vì cho nên nó coi phim 20 tập nó đút cái tập 1 trước, xong rồi coi tập 20 để coi coi nó happy ending hay là nó emotional ending.
Mà nếu mà nó happy ending thì mới coi chi tiết. Còn nếu mà nó buồn quá thôi thì mình coi. Tại vì mình biết cái tâm mình á, nó chưa có vững. Mình coi là mình buồn theo. Có nhiều bộ phim coi xong buồn mấy bữa. Mình cứ tưởng tượng mình là nam giai chánh trong đó. Thì xin chúc đại chúng có một đêm an lành và những ngày tu học cho tinh chuyên, tinh tấn. A Di Đà Phật. Tây Du Ký qua cái nhìn Phật học. Thì hôm nay mình tiếp tục mình đi theo ngài Đường Tăng, đi vào một cái nạn khác. Thì sau khi mà rời nước Châu Tử đó, thì thầy ngài Đường Tăng tiếp tục lộ trình đi thỉnh kinh. Thì một hôm á, ngài đi đến một cái khu rừng rất đẹp, suối mát, cây xanh đẹp lắm. Thì thấy xa xa có những cái nhà cũng thanh lịch, thì ngài mới nghĩ rằng ở nơi này chắc không có yêu tinh gì đó. Và ngài Đường Tăng tình nguyện ngày hôm đó để đi khất thực. Thì khi mà các đệ tử cản, các đệ tử nói thôi tụi con là học trò để tụi con đi, thì thầy mới nói rằng không, lâu nay tụi con đi xin cho thầy mà hôm nay thầy thấy cái chỗ này chắc không đến nổi đâu, để thầy đi. Thì ngài Đường Tăng cầm bịch bát đi xin. Thì đi đến qua khỏi một cái cầu thì thấy có 7 cô gái đang giỡn với nhau. Thì ngài cũng hơi e thẹn cho nên ngài núp mình qua một bên. Thì lúc đó các cô đó được phát hiện và mời ngài Đường Tăng vào nhà để mà mời cơm. Thì khi mà họ mời cơm như vậy đó, thì họ để lên trên bàn nào là bò cạp nè, nào là rít nè, nào là rắn, rồi những con. Cái ngài Đường Tăng giật mình, A Di Đà Phật, Bần Tăng sực ai là ăn chay. Thì các cô đó nói đây là những món chay không à, có gì mặn đâu. Cái thì ngài Đường Tăng biết là mình rơi vào một cái bẫy rồi. Kỳ thì ngài vừa từ chối mà vừa chạy, thì các cô đó mới phóng những cái màn nhện ra bao vây những cánh cửa ra vào lại, thì ngài không có đi được. Thì khi đó ở nhà, Ngộ Không, Bát Giới, Sa Tăng thấy thầy đi lâu quá mà không có biết ở đâu, thì bắt đầu mới đi tìm. Ngộ Không, Đằng Vân đi tìm thì thấy cái luồng yêu khí ở ngay cái suối đó, nó phóng, nó tỏa lên, thì biết là thầy mắc nạn. Thì lúc đó kêu Bát Giới lại để mà hàng phục 7 con tinh, 7 con yêu. Bát Giới đến khi thấy các cô tắm, cái ảnh cũng tháo đồ ra, ảnh đòi join, ảnh đòi nhập cuộc. Thì ảnh nhập cuộc xong rồi đã vậy rồi, cái thân bồ tượng của ảnh nó xuống nước thì cũng khó, ảnh hóa là một con cá trê đen. Ảnh luồn, ảnh chọc ghẹo mấy cô dưới nước. Thì các cô mới sau đó ảnh mới trồi lên, ảnh mới nói là 7 đứa yêu tinh này bắt sư phụ ta. Thì ảnh mới cầm cái bồ cào ảnh quện, mà cái tướng ảnh nó mập mà cầm cái bồ cào không nổi nữa. Thì các cô đó mới phóng những cái đường tơ ra và cuốn Trư Bát Giới treo toàn ten lên luôn. Thì coi như hai thầy trò bị nạn hết. Thì lúc đó Ngộ Không mới xuất hiện và giúp cho Bát Giới thoát nạn, và giúp cho Sa Tăng, Đường Tăng cũng được thoát nạn. Thì bốn thầy trò đi được một đoạn thì gặp một cái đạo quán tên là Huỳnh Hoa Quán. Thì khi đi vào trong đó thì có một ông đạo trưởng ra tiếp. Thì ông đạo trưởng này được mời vào, và các vị này cũng trình bày là đi trên đường đi cũng vào xin bữa cơm chay. Thì họ nghĩ tình dù không phải là đồng đạo nhưng mà cũng đều là một bên là tu sĩ, một bên là đạo sĩ, thì ai cũng là sĩ, cho nên là mời vô ăn cơm. Thì vừa đi vào thì bên trong thì 7 con tinh tìm tới đạo quán và mới biết rằng 4 thầy trò đang tá túc ở đây. Cho nên 7 con yêu tinh đó mới đi vào nói với ông đạo trưởng. Ông đạo trưởng đó là sư huynh, phải tìm cách trả thù cho 7 đứa em. Thì ông sư huynh này ông mới rút ra một cái con
bồ cạp độc nó nhỏ vô trong đó, những cái giọt độc. Thì trong cái ly của ổng nó có một cái trái táo, thì thường thường táo là để khử độc, cho nên khi mang ra thì Ngộ Không lanh lắm, nhìn là nghi liền, tại sao ly của đạo trưởng có táo. Thì ông mới nói là táo của tôi là táo của năm rồi, táo của quý vị là táo mới, mời quý vị uống. Thì lúc đó Ngộ Không đòi đổi ly thì ông không có chịu, thì cuối cùng ông mới đánh một trận. Thì khi mà đánh như vậy thì cái con yêu tinh đó, cái ông sư huynh đó, đạo trưởng nó đánh thua, thì mới mở cái ngực ra, thì trên ngực của ông nó có nhiều cái con mắt, nó phóng ra tất cả những cái luồng ánh sáng và làm cho Ngộ Không bay và văng đi chỗ khác. Thì khi mà Ngộ Không rơi xuống cái vũng nước như vậy đó, mờ mình không biết mình đang ở đâu, thì văng vẳng nghe cái tiếng hát ở trên núi. Ngộ Không mò tới thì thấy một bà già đang đốt giấy cho chồng, đốt giấy tiền vàng bạc cho chồng, và nói rằng chồng tôi cũng bị cái ông đạo sĩ đó giết chết. Cái ông đó tên là Bách Nhãn Quái, hay là có khi gọi là Đa Mục Quái, tức là một con quái với vật đó, có nhiều nhãn, có nhiều con mắt, đa là nhiều, mục là mắt. Thì khi đó, đó thì nhờ cái bà đó không ai xa là một vị Bồ Tát quá hiện, và chỉ rằng phải đi lên núi tìm một cái người tên là Tỳ Lam Bồ Tát, mượn cho được cái kim để mà trị cái con yêu đó. Thì cuối cùng nó mượn được cái kim và về trị cái con yêu đó. Thì quý vị biết 7 cái con nhện, 7 con nhện yêu đó, đó là tượng trưng cho thất tình. 7 con nhện yêu mà ông Ngô Thừa Ân ông viết trong cái chỗ đó đó, 7 con nhện đó là tượng trưng cho thất tình. Quý vị biết thất tình đó là hỷ, nộ và gì nữa? Ái ố ai, dục lạc. Thấy không? Hỷ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục, 7 thứ. Mình nói theo tiếng Việt là mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn, 7 thứ là thất tình. Mà chúng ta thường hay nghe nói thất tình lục dục đó, nhớ không? Chút xíu mình nói lục dục, vậy mình nói thất tình. Chữ thất này là 7. Còn những anh chàng hay những cô nàng ở ngoài đời mà bị người yêu bỏ đó, thì gọi là mất tình, đó là thất tình. Thất tình đó là con bị mất cái tình yêu của một người kia rồi. Cái chữ thất đó là mất. Còn thất này là 7. Thì 7 con nhện này là 7 cái thứ tình, 7 cái thứ trạng thái mà hằng ngày tất cả chúng ta đều bị rơi vào đó. Quý vị có ngồi kiểm lại coi, có bao giờ mình vượt thoát 7 cái này không? Không. Mình không buồn á thì mình vui, mà không vui thì mình muốn, không muốn thì giận, không thương thì ghét. Nói chung là ngày nào ít nhiều gì mình cũng bị một trong 7 con nhện này nó giăng mình hết, mà chính mình cũng không biết. Vì vậy cho nên nó được diễn tả qua cái hình ảnh con nhện. Tại sao? Vì nhện là một cái thứ nó rất mịn, không mỏng, không thấy, rất là mỏng, rất là không thấy, nhưng mà nó có đủ khả năng nó làm gì? Nó giam hãm. Cho dù là một ông thánh tăng, một ông mà trong phim gọi là thánh tăng là tại vì ăn được ổng thì trường sanh bất tử. Cho dù một người tu nghĩa là như là ngài Đường Tăng thì cũng không khỏi. Và dĩ nhiên Trư Bát Giới là ai? Là tượng trưng cho ngũ dục, phải không? Mà mình muốn nhiều chừng nào á mà không được á thì mình giận, mình buồn, mình phiền như thế. Cho nên Bát Giới bị giam. Bát Giới là tượng trưng cho ngũ dục. Ngũ dục là gì? Là năm thứ ham muốn: tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ. Thậm chí mình đã nói là mình tu rồi mà mình có thoát được nó không? Cũng không. Cái nào ngon mình ăn nhiều, phải không? Ngủ không đủ coi trời ơi thấy khổ. Nghĩa là tranh thủ là giờ nào có rảnh là ngủ liền, phải không? Thí dụ như bữa nay là mình nhìn lên cái list mà không có tin mình là mình mừng lắm nghe. Để chi biết không? Là để gì? Để gì những cái lúc mà rảnh là mình được quyền mình free,
phải không? Cho nên nói như vậy có nghĩa là trách, nhưng mà có nghĩa là mình phải nhìn nhận, mình phải nhìn nhận con người mình đa số là còn ở trong này. Cho nên bát giới là tượng trưng cho ngũ dục, mà chính vì ngũ dục cho nên phải tu tám giới. Chứ thật ra tên ảnh là ngộ năng, ngộ rồi mà phải siêng nữa, chứ thôi bị cái gì, bị cái ngủ nhiều ăn ngon nó lôi mình, nội cái ngủ nhiều không là đã khổ mà. Ngủ mà ví dụ như ngủ không đủ mà mình mệt mỏi đó, phải không? Và nó làm chủ mình là mình mệt lắm. Chỉ cần một dục thôi mình cũng chết nữa, chứ đừng nói tới ngủ dục. Hả? Một dục thôi cũng tiêu nữa, dục đây là muốn. Thì á, khi mà bảy cái thứ tình này, bảy cái thứ này hàng ngày nó giam mình, nó giam bằng cách nào? Nó giam bằng bát phong. Bát phong là tám ngọn gió. Tám ngọn gió đó là gì? À, tám ngọn gió đó là lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khổ, lạc. Lợi là gì? Lợi có nghĩa là những cái gì mà làm thỏa mãn theo ý muốn của mình. Thấy không? Còn suy là gì? Suy là suy giảm, nó không theo ý muốn của mình, nó cứ đi cặp cặp vậy đó. Một cái là theo ý muốn mình, một cái là không theo ý muốn, gọi là lợi suy. Còn hủy là gì? Hủy là người ta chê mình. À, mà chê ở đâu? À, người ta chê sau lưng mình, người ta hủy bán mình sau lưng á. Không? Còn dự là gì? Dự là lời khen, mà khen sau lưng mình. Thí dụ như là không khen trước mặt Pháp Hòa. Ví dụ như lỡ là Pháp Hòa mà nghe nói lại, trời ơi, hồi nãy có cái anh đó, cái bác kia vô nói thầy hay như thế này, thầy giỏi thế kia, mừng không? Mừng. Thì cái gió đó đó, cái gió mà khen sau lưng mình đó, mình nghe được. Cái là sao? Bảy trong thứ, trong bảy tình này mình bị cái gì? Cái mừng, cái vui. Rồi cái người nào khen mình thương, người nào chê mình cái mình ghét. Phải không? Cho nên thất tình, thất tình này nè, bảy cái thứ này nè, mình cứ chạy lên chạy xuống hàng ngày bởi tám gì? Tám cái lời này nè. Đó. Rồi xưng là gì? Xưng là khen trước mặt, khen sau lưng. Rồi xưng này là xưng tán, khen mình trước mặt, khen mình sao? Trời ơi, mình là thiệt á, chim sa cá lặng. Gặp nghe là sắc đẹp của mình á, con chim mà nó gặp đó là nó phải bay, con cá mà nó gặp mình, sắc đẹp của mình nó phải lặng, gọi là chim sa cá lặng. Rồi khen mình là sao? Một hai nghiêng nước nghiêng thành. Khen mình sao? Hoa ghen thua thấm mà tuyết nhường màu da. Cái là mình trắng đến mức độ á, là tuyết cũng phải nhường cho mình nữa, chứ còn tuyết không dám tranh với mình. Còn hoa nó ghen với mình là tại vì nó đẹp thua mình. Rồi khen mình là sắc sảo mặn mà. Rồi đem người khác ra so đo, khen về tài sắc thầy là phần hơn. Cho nên tám cái thứ gió đó nó làm cho mình cái cảm, cái tình cảm của mình hàng ngày, cái feeling của mình hàng ngày, cái emotional, cái cảm xúc mình hàng ngày, vui buồn mừng giận là cứ theo những cái điều đó. Rồi cơ là gì? Cơ là chê trước mặt. Khổ là gì? Khỏi cần giải thích không? Ăn không no là khổ, ngủ không đủ là khổ, nóng quá cũng khổ, lạnh quá cũng khổ. Ở đời này á, nếu mà nói gì mà khổ đó, thì nó đủ thứ khổ hết, kiểu nào nó cũng khổ hết á. Tại vì sao? Vì mình không bằng lòng với cái mình có là khổ thôi à. Mình không bằng lòng với cái gì là mình khổ. Còn mình bằng lòng thì không phải là không khổ, mà cho dù có khổ đi nữa thì cũng bớt khổ. Chứ cái hay của đạo Phật là vậy đó. Cái hay của đạo Phật là khi mình thấy nó, mình biết nó, dù không hết nhưng mà đỡ.
Bây giờ khổ là đau thương, buồn phiền, còn lạc là gì? Là vui mừng. Như vậy thì tám ngọn gió này nó thổi mình. Bây giờ Pháp Hòa lấy ví dụ như là hàng quý vị về chùa, quý vị tu không phải chỉ 10 ngày này, mà nếu quý vị là những Phật tử thường xuyên đến chùa thì quý thầy phải có bổn phận. Bổn phận gì? Bổn phận là hướng dẫn cho quý vị, là một người sư huynh đi trước phải hướng dẫn. Thấy cái gì sai thì chỉ. Mà khi mà sai mà chỉ có nghĩa là, có nghĩa là gì? Bình tạm ví dụ quý vị, thí dụ như quý vị gọi là chê đi. Mặc dù người ta, khi người ta xây dựng không phải là chê, nhưng mà người ta nói cho mình biết mình chưa được cái này cái kia, nhưng mà mình đa số là mình cho là chê. Nhưng mà nếu mà mình buồn á, tức là mình bị cái gió kia nó thổi rồi, thì bây giờ mình phải làm sao? Mình biết rằng đây là sự nhắc nhở. Thí dụ như tối Pháp Hòa đi kiểm tra đó, Pháp Hòa thấy phòng nào mà 11 giờ rồi mà chưa tắt đèn ngủ mà còn nói chuyện lớn đó, thì Pháp Hòa nhắc, Pháp Hòa nói A Di Đà Phật, 11 giờ rồi, theo quý vị đi nghỉ đi. Cái đó là thương hay là ghét? Thương là tại vì sáng nào thấy quý vị cũng cơm mắt là nó nhướng, cái là nếu mà có nghĩa là nếu mà làm vậy được cũng làm nữa cũng ráng mà làm. Tại vì cái giờ mà buổi sáng mà ăn vừa xong 8:30 xong một cái nó non nóc à, rồi bắt đi vô ngồi nghe thầy pháp ân nữa phải không? Trời ơi là nó khổ gì đâu. Rồi cái thì khi mà ngồi như vậy, cho nên nó thấy quý vị như vậy, cho nên tối là phải nhắc đi ngủ sớm, phải không? Đó, rồi thấy quý vị mà ăn có vẻ là không đủ no, thì lo cho quý vị thêm một buổi để cho quý vị no. Tại vì người ta thường nói có thực mới giựt được đạo. Tại Pháp Hòa muốn quý vị phải giựt được đạo trong 10 ngày, phải không? Giựt được đạo đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là quý vị phải khi sau 10 ngày trở về, mình phải có một chút tư lương. Chứ còn mà nếu 10 ngày kia mình trở về, mình nói gì? Tình cho không, biếu không, về nhà không còn gì hết. Có nghĩa là tôi nói là cái kiểu như là tình cho không, biếu không, ai em sạch túi. Thành thử là kêu đi hành hương, đi du lịch, không ai dám đăng ký. Không nói ra, không? Nhưng mà nghe đi thì cũng ham, nhưng mà dò là cái túi. Không? Cho nên là mình phải có một chút gì tư lương. Pháp Hòa thường ví dụ á, mình đi chùa mình nghe giảng giống như là mình lên núi để mà tìm bảo vật, không thể nào đi xuống núi với cái túi không, phải có một cái gì đó. Cho nên dù quý vị về chùa có một ngày một buổi hay là về chùa ngày chủ nhật, nhưng mà quý thầy vẫn mong muốn rằng gieo rắc một cái gì đó. Cho nên mới dùng cái chữ gieo duyên, phải không? Gieo duyên là gì? Gieo duyên là mình cấy vào trong đó một cái nhân chủng, một cái hạt giống. Mặc dù cầm cái kéo nhá rồi chứ không dám cắt nữa. Thượng tọa làm sọp hơn tọa cắt chứ em không dám cắt. Em chỉ cầm em nhá nhá vậy thôi, chứ còn thượng tọa làm thiệt luôn á. Thượng tọa là cầm chung, thượng tọa làm vậy đó. Mà nếu mà Pháp Hòa mà làm là phải làm một chỏm chứ không thèm nhá. Nhưng mà tại vì Pháp Hòa biết, trời ơi, cầm xuống thấy chỏm tóc cũng rung lắm chứ bộ. Có nhiều người còn nhìn kỹ con mấy sợi. Thành thử ra đó là gieo duyên. Gieo duyên đó là mình cầm cái kéo mình nhá để mà gieo duyên. Mình đắp tấm y lên trong 10 ngày để gieo duyên. Cho nên tất cả những cái oai nghi phép tắc của mình hàng ngày không phải là vô ích, mà tất cả những đó là để mình gieo cái duyên. Gieo duyên của một người xuất gia đúng nghĩa. Cho nên sự nhắc nhở rất cần. Và nếu mình được nhắc nhở, đừng cho đó là lời chê, đừng cho đó là lời trách, mà vui mừng được nhắc nhở. Thì Pháp Hòa hay ví dụ với các chú, mình biết tâm lý, mà nếu mà được nhắc hoài thì tự nhiên cảm thấy sao mình khó chịu quá, chắc mình dở lắm hay sao mà cứ phải đi theo mình nhắc hoài. Thì một hôm Pháp Hòa mới đưa một ví dụ.
Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ tụi con viết một cái bài văn trước khi nạp lên để chấm điểm, thì con đưa lại cho cô giáo con coi để mà chấm lại. Thì nếu cô giáo con khoanh những cái chỗ sai để cho con sửa lại, không lẽ con buồn cô giáo con sao? Tại vì con nên nhớ rằng nếu con chỉ thiếu một chữ thôi, dù chỉ một chữ, nhưng con vẫn bị trừ nửa điểm. Mà nhiều cái nửa điểm thì con sẽ bị trừ nhiều điểm. Có phải vậy không? Thí dụ như là người ta nói là many apples, nhiều trái bơm, nhiều trái táo. Thì nếu mình chỉ thiếu chữ S vào trong cái chữ đó là trừ điểm, vì mình viết văn mà không để ý. Dù chỉ một chữ S thôi. Hay là hôm qua tôi đi mà cái chữ walk mà thiếu chữ ed ở phía sau, trừ điểm như thường. Như vậy thì đâu có phải có cái chữ walk của con không có sai, nhưng mà con chỉ thiếu hai chữ động từ quá khứ. Có phải không? Cũng như vậy, thầy như một người thầy giáo, cô giáo chấm bài cho con. Từ cái nhỏ đó mà thầy chấm con. Mà nếu con làm được vậy, con sẽ có một bài văn hoàn hảo. Con đọc lên con có điểm. Quý vị về chùa y như vậy. Nhưng mà đôi khi á, những cái đạo hữu bạn bè của mình chỉ chấm bài nhưng mà không có biết cách, thì mình cũng đừng có buồn. Mà nếu có buồn thì 5 phút thôi. Tại sao? Là tại vì mình buồn nhiều thì mình lỗ. Tại vì người ta thì người ta có đôi khi người ta vô tình, còn mình thì hữu ý, nhưng mà thay vì nghe cái hữu ý bên cái phía tích cực, nhưng mình lại hữu ý bằng cái lỗ tai và cái nghe, cái tiếp nhận tiêu cực, cho nên mình buồn, cho nên mình bị thất tình, mừng, giận rồi đó, nghỉ chơi. Nếu mà ở ngoài sân chùa là chắc bo xì rồi, phải không? Thành nữ ra đó quý vị không? Pháp Hòa nói với các chú đó, nếu như trường hợp mà con nghe được sự nhắc nhở hay là lời trách móc, thì nếu mà con thực tập giỏi đó, thì con phải cảm ơn lời trách móc. Tại vì đó là một thử thách, đó là một cái sự nhắc nhở. Cho nên đó, 7 con nhìn nhận này nó không có muốn đường tăng, 7 con nhìn nhận không có chiếm hữu đường tăng để mà làm chồng như là những con yêu tinh khác, mà chỉ muốn ăn thịt của đường tăng thôi. 7 con nhìn nhận này muốn ăn thịt thôi. Tại sao vậy? Là tại vì nó phá ra được, nó phá được cái ái dục về sắc, nhưng mà những cái vi tế của ái dục nó còn. Cho nên 7 con nhện nhện này thường tới cái bờ suối để tắm. Trong phim có cái diễn tả là cái cảnh đó. Cái dòng suối đó trong truyện Tây Du Ký gọi là trạc cấu. Trạc là gì? Trạc là rửa, cấu là dơ. Vì có những con tinh này, những con yêu tinh này, nó vượt ra được cái ái dục bằng sắc tướng, nhưng mà cái ái dục vi tế nó còn. Cho nên nó cần phải đi vào cái dòng suối đó tắm để nó rửa cái tâm dơ, gọi là trạc cấu. Cái dòng suối tên là trạc cấu. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế nào gọi là vi tế. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ 80 vị ngồi đây, hay là 100 vị đang ngồi đây. Quý vị thương Pháp Hòa, nhưng mà quý vị không thương bằng cái tâm dục nhiệm. Có đúng không? Quý vị đâu phải thương Pháp Hòa như một người yêu. Quý vị thương Pháp Hòa như một người con, một người cháu, hay là cao thượng hơn là một người thầy, thí dụ vậy. Nhưng mà nếu như trường hợp quý vị dính mắc vào cái tình thương đó, thì cái đó gọi là gì? Cũng một loại ái nhưng mà vi tế. Nó không với cái nhãn hiệu là tình yêu như nam nữ, nhưng mà nó bây giờ nó ở một cái nhãn hiệu gì? Ở cái nhãn hiệu là thầy trò, hay là huynh đệ, hay là con cháu. Ở đây không có nghĩa là, đây là mình phân tích, chứ không phải là nói quý vị đừng thương con thương cháu, không phải vậy. Nhưng mà nói mình phân tích về cái ái đó, đa phần là chúng ta còn, nếu vượt được cái ái kia thì chúng ta lại vướng vào cái ái khác. Đó, cho nên á,
thương thầy không phải. Cho nên đó quý vị, nếu mà thương mà không có đúng, không có đúng với cái nghĩa là sao quý không? À, thương không có đúng nghĩa có nghĩa là mình như thế này. Nếu như á, mình chỉ muốn chiếm hữu thầy đó phải là của mình, hay là cái người Phật tử kia là phải là bạn của mình chứ không làm bạn của người khác, thì đó cũng là một hình thức ái. Nhưng mà nó không thấy được, nó không có thô. Quý vị hiểu không? Nó không có thô cho nên nó mỏng như là cái màng của con nhện vậy đó. Nó có đủ khả năng nó cột mình. Cho nên cái người tu tịnh độ thường được nhắc á, ái bất trọng bất sanh ta bà, niệm bất nhất bất sanh tịnh độ. Ái mà không trọng thì mình đâu có rơi vớt vô cõi ta bà này. Còn nếu chúng ta niệm Phật mà không có chuyên tâm thì khó mà sanh tịnh độ. Trong Kinh Di Đà có một câu: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Không thể nào, cái người mà không đầy đủ phước đức nhân duyên thì đừng có hòng mà sanh về cực lạc. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ngày hôm nay chúng ta được sống như thế này không phải là chúng ta vô phước lắm đâu, có phước lắm. Dù mình chỉ tu một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày gì đó, nhưng mà chúng ta còn có một thời gian nào để tu thì chúng ta vẫn có phước lắm rồi. Vì sao? Vì có những người rất muốn tu nhưng vì bệnh duyên, gia duyên, tình duyên, nợ duyên, nghiệp duyên, đủ thứ duyên, nó cột mà không đi được. Có phải vậy không? Cho nên Pháp Hòa hay lại Phật cầu nguyện cho quý vị mỗi ngày đó. Tại vì Pháp Hòa rất sợ quý vị bệnh. Quý vị bệnh một cái rồi là quý vị trong chúng lo lắng, rồi quý vị không có thăng tiến được. Cho nên rất mừng là có thể có một hai người nhức đầu hay là chóng mặt vậy, nhưng mà hình như một hai bữa đầu thôi phải không? À, nhưng mà mấy ngày sau cái mình sao? Nhờ nhật thực bốn sang, ngày ăn bốn cử, sữa đậu nành có đường, sữa đậu nành không có đường, sữa hô mô, sữa 2%, đủ hết, cho nên vitamin nó vô đủ, thì mình sao vượt được cái đó. Mà cái duyên phước nữa là trong 10 ngày chúng ta trì tụng được 3 quyển sám pháp. Đầu tiên là chúng ta thủy sám pháp, lần thứ hai chúng ta mục liên sám pháp, và 2 ngày cuối cùng chúng ta sẽ trì tụng đại bi sám pháp. Cho nên đó, Pháp Hòa sắp xếp như vậy nghĩa là bằng một cái sự có suy tính, để cho tất cả chúng ta đều có cơ hội sám hối, để mà giúp cho mình trừ cái gì? Trừ cái bệnh duyên. Dù chỉ 10 ngày nghe ngắn gọn, nhưng mà có nhiều khi á, nó đau nặng thì nó không đau, nhưng mà nó làm cho mình khó chịu, nó làm rồi cái mình cũng bỏ một hai buổi, ví dụ không tụng kinh hay là không nghe giảng, ví dụ vậy. Cho nên á, nếu ai mà tới giờ phút này dẫn theo được và chưa bỏ một cái buổi nào vì bệnh hoạn, đó là một sự vui mừng. Và Pháp Hòa thấy ngày nào cũng đông đủ, tụng kinh cũng đầy đủ, ngồi thiền cũng đầy đủ, thỉnh thoảng có cúc cua, nhưng mà cúc cua nó lại vì những cái công việc chứ không phải là vì cái gì khác. Mừng lắm. Cho một cái người mà tổ chức khóa tu, dù an cư hay gì, Pháp Hòa thường lại Phật cầu nguyện trên từ chư tăng Phật tử, dưới xuống tới nhà bếp, chỗ nào cũng yên thấm, thì tự nhiên cái đó gọi là thành công, có kết quả tốt. Cho quý vị biết hôm nay là mình lại một liên sám pháp, là mình lại không phải cho mình không, mà cho ai nữa, cho cả cha mẹ thân bằng quyến thuộc của mình. Quý vị đọc trong cái quyển một liên sám pháp, quý vị thấy. Cho nên á, 7 con nhện này á, thất tình này nè, nó có đôi khi á, mình giận, hỡi giận ai? Giận thầy,
Hỏi sao vậy? À, thầy không thương. Hỏi sao vậy? À, thầy không ngó tới mình. Thí dụ vậy, mặc dù mình đâu có giận người yêu, giận thầy nhẹ nhẹ thôi, phải không? Nhưng mà cũng phải cần lấy cái nước gì, lấy cái nước trạc cấu đó đi. Tại vì còn một niệm giận là còn một thứ nhện nó cổ, còn một niệm vui mừng hay cái gì đó. Cho nên đó, ngày xưa đó, cô Kiều mà sau khi mà ba chìm bảy nổi, chín cái lên đên rồi đó, cô Kiều vẫn đi tu và được pháp danh là Trạc Tuyền. Trạc là rửa, tuyền là dòng suối. Dòng suối rửa hết những oan khi. Ngày hôm nay mình nghe Tây Du Ký đến cái đoạn này là cái đoạn cũng nhắc nhở mình. Sở dĩ chúng ta cứ buồn khổ hoài là bởi vì chúng ta bị bẫy con nhện này, nó dây hãm mình. Mà chính nhện còn phải đi xuống dưới đó rửa. Vậy thì nếu chúng ta còn bảy thứ này trong mình, ít hay nhiều, thì chúng ta cần phải rửa hết. Nhưng mà quý vị, mình dơ bên ngoài, mình lấy nước rửa được. Mình rửa bên mình dơ bên trong, mình lấy cái gì rửa? Nước rửa được không? Không. Biết nước gì không? Nước từ bi tam muội của thủy sám pháp đó, nước Phật pháp đó. Cho nên quý vị thấy không, quan kết giữa cái một kẻ với cái người kia rửa được là nhờ đâu? Nhờ cái nước ở ngay cái nước cửu lục. Nước đó là nước từ bi. Chỉ có khi nào mình có từ bi, mình mới không buồn, không giận, không thương, không ghét. Vì sao? Vì từ bi là bình đẳng. Từ bi là thương bình đẳng. Chứ còn á, ái với lại ố trong thất tình á, nó vẫn còn so đo. Người nào mà tốt của mình ái nhiều chút, người nào không tốt của mình ố đó chút, thấy không? Cho nên ái ố nó gần nha. Ái là thương mà ố là ghét. Cho nên muốn dứt cái đó là phải có cái gì? Có cái nước đó rửa. Mà Pháp Hòa thường hay nhắc đại chúng đó, có sáu chữ này rửa hay lắm. Nam mô à, sáu chữ thôi mà đầy đủ diệu dụng, đầy đủ công năng để rửa cái tâm của mình. Cạo cái đầu này bằng lưỡi lam cũng được, bằng tông đơ cũng được. Cạo đầu thì mau, nhưng mà cạo cái tâm là khó. Muốn cạo được cái tâm này phải nhờ cái gì? À, phải nhờ cái đại bi sám pháp. Phải nhờ cái gì? Bởi vì sao? Vì tâm nó sanh ra đủ thứ, có phải không? Nhất thiết với tâm tạo nó sanh đủ thứ hết. Thì chúng ta phải đưa vào cái câu thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm Đà La Ni. Chỉ có khi nào cái tâm mình nó đạt được cái chỗ đại bi tâm thì nó vô ngại. Vì sao? Vì mình có thiên thủ là ngàn tay, thiên nhãn là ngàn mắt. Thiên thủ thiên nhãn là ngàn mắt ngàn tay. Đại bi tâm, đại bi tâm nó bao gồm hết, là gọi là tổng trì, đó là Đà La Ni. Đà La Ni là tiếng Ấn Độ, tiếng Phạn, Đà La Ni. Người Tàu dịch là tổng trì. Cái tâm từ bi đó nó mới gom hết tất cả lại, nó nấu hết mừng giận buồn vui thương ghét, muốn nấu thành một nồi. Nồi đó là nồi từ bi, tại vì lúc này thương bình đẳng rồi. Thương bình đẳng là kệ, mình cúng cho thầy cái đó, thầy muốn cúng ai thì cho, không muốn có phiền, tại vì mình đã cúng rồi, mình đã học rồi, coi thi ân như đôi dép bỏ. À, rồi ta mình có học cái câu là lấy kẻ tệ bạc làm nơi giao du, học cái câu đó trong 10 điều tâm niệm rồi, mà chưa gì hết nó thầy tệ lắm, hay là cô kia tệ lắm, anh kia tệ lắm, mà vậy mà mới nói là lấy kẻ tệ bạc làm nơi giao du, coi thi ân như đôi dép bỏ. Ở đời đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì kiêu ngạo dễ sanh.
Ở đời đừng cầu mọi người phải theo ý mình, vì theo ý mình là lòng kiêu sa nổi dậy. Đối với thân thể thì đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh. Cho nên các chú tiểu mà khoảng 70-80, bác Diệu Yến, bác chú tiểu Trúc Huyền, mấy chú tiểu ở trong đạo gọi vậy đó, cái người lớn tuổi 70-80 cũng được gọi là tiểu, là tại vì nếu mà tâm còn hân hoan, tâm còn những cái sự an lạc, tâm cởi mở, đó là tâm của người trẻ. Dù đầu bạc hết nhưng mà đối với Đức Phật, người đó vẫn còn trẻ. Còn người nào còn rất trẻ nhưng mà cái tâm rất là già thì cái đó gọi là ông cụ non, gọi là già mà già háp. Cho nên á, người ta thường hay nói á, tu sao mà khóc lu bù, thất tình lục dục mà tu nổi gì. Cái là tại sao, là tại vì lục dục là gì? Lục dục là mình sáu cái thứ ham muốn. Con mắt mình nó ham thấy sắc, tai mình nó ham nghe thanh, mũi mình nó thích mùi hương. Quý vị nhớ không? Cho mình mới có cái bài sám đó: Thế Tôn đã binh ninh dạy bảo, mà con còn đắm đuối mê say. Mắt ưa xem huyễn cảnh hàng ngày, tai thích tiếng mật đường vua nịnh, mũi quen ngửi mùi thơm bất tịnh, chứ không phải mùi hôi nha, mùi thơm bất tịnh. Lưỡi thì thích dệt thêu lắm chuyện gây go, thân ham dùng gấm vóc xô xo, ý mơ tưởng bao la vũ trụ. Bởi lục dục lòng tham không đủ, che mất dần trí tuệ từ lâu. Hôm nay con giác ngộ hồi đầu, xin sám hối phơi bày tỏ rõ. Đó là những cái lời tha thiết mà nói ra. Hồi xưa cái bài sám tu là cõi khúc, trong đó có câu là: Tránh vòng lục dục thất tình, ấy là khỏi lưới vô minh vướng nhập. Cái lưới nhện đó là tượng trưng cho cái lưới vô minh. Cho nên á, tại sao có một cái ông đạo sĩ mà mở cái ngực ra mà có những con mắt đó? Vậy vì con mắt đó, những con mắt đó đó là những tượng trưng cho những con mắt vô minh si mê. Tại sao si mê? Nó có thần lực, nó có cái thần lực cho nên nó phóng ra những cái hào quang, nó đấu với Tôn Ngộ Không đó. Nó có thần lực, nhưng mà cái thần lực và cái thấy của nó thấy cái sai cái đúng, thấy sai, cho nên mình cũng cẩn thận. Có nhiều khi á, mình cho mình biết, nhưng mà biết cái gì? Biết sai nhiều hơn biết đúng. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này: mình là một cái người gọi là tin tức gì, chuyện gì của ai mình cũng biết, thí dụ gì đi, nhưng mà mình biết toàn là những cái chuyện xấu của người ta không à, thì cái biết nó có tốt không? Đừng có nói thôi, đừng có nói tốt cho ai, lợi cho ai, mà ngay bản thân mình nè, có tốt không? Không, là tại vì hằng ngày mình cứ tưới nhiều những cái hạt giống, những cái chuyện xấu của người. Tại vì sao? Tại vì cái chuyện xấu đó nó đi vào trong tâm mình, và nó làm cho mình, cái tâm mình nó bị ô nhiễm, mình không hay. Cho nên những con mắt đó coi chừng, cho nên thỉnh thoảng mà coi để ý lại cái biết của mình, nhưng mà coi chừng những cái biết đó nó sai chứ không đúng. Cho nên trong cái giới mà chúng ta thọ, trong đó có cái giới thứ tư đó, là con xin nguyện là không nói những điều do cái thành kiến sai lầm của mình nói ra. Con xin không có phải nói bằng những cái sự gọi là đồn đãi, và không, mắt con không thấy, chính tai con không nghe. Vì sao? Vì con biết đó là nguy hiểm cho thân tâm của con. Thế giới thứ tư nói cho rõ ràng là như vậy. Tại vì sao? Hôm nay quý vị học bát chánh đạo rồi đúng không? Nếu mà chỉ cần mình thấy sai thôi, là cái gì nó sai theo? Cái thấy mình nó sai thì cái suy nghĩ mình nó cũng sai, rồi cái miệng mình nói ra nó cũng sai, rồi cái mình hành động nó cũng sai. Đó, cho nên từ một cái sai này mà nó dẫn mình đi nhiều cái sai khác. Cho nên bát chánh đạo còn được gọi là con đường hạnh phúc. Tại sao hạnh phúc? Vì một cái mà đúng thì những cái khác nó đi theo nó đúng. Suy nghĩ đúng, thường suy nghĩ đúng thì
thì tự nhiên nó giúp cho cái thấy đúng. Chờ hồi nãy đó, hôm qua mới nói với mấy đứa nhỏ đó, hôm qua mới nói bằng tiếng Anh, nhưng mà vừa dịch cho quý vị nghe bằng tiếng Việt. Hồi nãy nó hỏi là tụng kinh có lợi ích gì không, thì Pháp Hòa nó có lợi ích chứ, tại vì con tụng kinh đó là con learning, rồi có cái chance để con reflecting, tức là con tụng kinh đó là học, suy tư, và sau khi suy tư là con thực hành. Nhưng mà con nhớ nha, con thực hành là con đang làm cho cái học con nó mỗi thêm dồi dào, tại vì mình học xong rồi mình áp dụng, mà càng áp dụng thì mình thấy ồ học đúng quá, học hay quá, học nữa. Mà càng học thì nó bồi bổ cho cái tu, càng tu nó bồi bổ cho cái học. Quý vị có thấy được chỗ đó không? Tụng kinh như ngồi thiền, niệm Phật như ngồi thiền, mà ngồi thiền như niệm Phật. Tại sao? Vì người ta quán hơi thở, người ta trụ cái tâm người ta vô hơi thở, thì ta không có để cái tâm người ta bay nhảy chỗ khác. Mình bây giờ mình chưa làm được chuyện đó, mình lấy câu niệm Phật làm đề mục, thì khi tâm mình trú vào bao câu niệm Phật á, thì sao? Tâm mình đã không chạy nhảy chỗ khác. Con phải tu thiền chưa? Thiền rồi. Lấy câu niệm Phật ra để thiền. Rồi giờ mình không niệm Phật, không ngồi thiền, nhưng mà tụng kinh. Tại vì khi mình tụng, tâm mình nó duyên như lời kinh, mượn lời kinh để giúp cho tâm mình nó trụ, phải không? Thì như vậy chúng ta cũng tịnh tâm. Và khi mà chúng ta thực hành những gì mà chúng ta làm, thì tự nhiên chúng ta thấy rằng nó bồi bổ cho cái học. Và ngày hôm nay cho nên quý vị thấy cái chữ tu học nó hay lắm. Tu để học, nhưng mà học cũng để tu. Từ đâu nó ra những cái đó? Nếu người không có thực hành, không tu thì không bao giờ thấy được. Mình có tu mình mới thấy được. Tu cần phải học. Và khi học xong rồi thấy rất hay, học để mà tu. Tu á, là nó bồi bổ cho cái học. Học nó bồi dưỡng cho cái tu. Cho tu học, học tu rất hay. Và đạo Phật nó hay là nó hay ở cái chỗ đó. Hay ở cái chỗ là nó không rời nhau, dung nhiếp làm một. Một người an lạc, tất cả nhà an lạc. Một người đau khổ, cả chúng đau khổ thêm. Ví dụ ngày hôm nay mình tu, mà trong chúng mình có một người tánh tình khó chịu hay quọ quọ hay cự đự, thì tự nhiên cả chúng cũng sao? Đau khổ thêm. Đi hành hương cũng vậy. Đi hành hương mà 50 người, 30 người, mà chỉ cần một người không phải làm bằng hương trầm mà làm bằng mặt hương, thì mà thắp vô trong chiếc xe đó rồi, thắp trong cái đạo tràng đi hành hương đó rồi, thì sao? Người ta không ngửi được mùi trầm mà ta ngửi nhầm mùi mát, mạc cương rồi, thì nó đi ra tới cái mạc vận. Cho nên chữ hành hương là nó như vậy. Đi hành hương là mình đi tới đâu là mình phải hành cho được cái mùi hương đó. Vậy thì quý vị có hiểu được 7 con dạng thấy không? 7 con dạng là tượng trưng cho thất tình. Và đa bậc quái đó là tượng trưng cho cái si mê. Cái si mê gì? Cái thấy biết không thật tướng. Thấy biết làm sao? 7 người sư đệ sư muội của mình làm lỗi rồi mà còn không biết nữa, thấy không? Còn không biết, còn nghe lời họ để đi bắt người ta, để mà chuốc họa vào thân, ví dụ vậy. Cho nên đó, có những cái mình biết rất nhiều, nhưng mà biết càng cố chấp cũng khổ lắm. Càng biết càng chấp, càng biết càng chấp. Có đôi khi thà biết còn nó đỡ hơn. Cho nên đó, nếu mình cho là cái gì cũng của mình, mình đặt ra nó, ngoài cái đó thì mình không chịu. Thì cho nên đó, người mà muốn được như vậy á, thì phải có một cái trí tuệ, cái sự định lực nhuần nhuyễn, giống như là một cây kim. Ở trong truyện kể, muốn trị được cái con đa bậc quái đó phải đi mượn một cây kim. Cây kim đó không luyện bằng bạc, không luyện bằng vàng, không luyện bằng nhôm chì thao kém, mà nó luyện bằng cái gì? À, nó luyện bằng một cặp mắt của người khác. Cặp mắt là tượng trưng cho cái gì? Thường thường ta nói á, cây kim mà nó rớt xuống biển kiếm được không? Khó lắm phải không?
Nhưng mà cây kim này á, nó có cái khả năng nó trị được cái con đa mục quái đó. Cây kim này là tượng trưng cho cây kim trí tuệ, luyện bằng cặp mắt. Tại sao nó không luyện bằng thao trì giống kẻ mà nó lấy cặp mắt để mà luyện? Vì cặp mắt là tượng trưng cho trí tuệ. Tại vì cái con mắt con, vậy thì con đa mục quái này nó cũng là một loại mắt. Vậy mà tại sao nó không được gọi là trí? Bởi vì cái biết của nó là cái biết chấp, cái biết sai lầm. Bây giờ muốn phá cái biết sai lầm đó thì phải lấy cái biết thấy đúng như thật, thấy cái chánh kiến ra mà trị cái tà kiến. Cho nên nó có thấy, cho dù nó thấy hàng trăm, hàng ngàn, mình chỉ có hai mắt thôi, nhưng mà hai con mắt vẫn thắng được ngàn mắt như thường. Tại vì ngàn mắt mà thấy sai. Cho nên cái kim rất nhỏ, thấy như không có gì hết, nhưng mà nó có đủ khả năng để mà đi vào đó. Cũng như vậy, tất cả những cái gì trên cõi đời nó cũng có một cái tử nguyệt của nó. Chỉ cần cái kim mà nó chọc đúng ngay chỗ thôi là sao? Cái con đa mục quái đó phải bị tiêu diệt. Cái chánh kiến mà nó mở ra thôi, hoặc là cái chánh tư duy mà nó mở ra thôi, thì những thứ tà khác nó cũng phải đi theo đó mà nó lùi. Thấy không? Như vậy thì cây kim đó là gì? Là công phu tu tập của mình. Tại vì từ một cục, nếu mà nói về hiện chất, từ một cái này, một cục sắt, phải mài riết nó tới thành kim được. Ta thường nói là có công mài sắt, có ngày đến kim. Cũng như vậy, cái sự tu của mình, cái sự thấu hiểu của mình không phải một ngày một buổi, mà từ đâu? Từ cái sự tu tập, từ cái sự thiền định của mình, từ cái sự học hỏi của mình, nó mới ra được cái kim đó. Cặp mắt mà đem luyện thành ra cái kim đâu phải chuyện chơi, phải vậy không? Ý muốn nói là chúng ta phải có thời gian để làm cái chuyện đó. Vì đó, con ma đó, nó nhiều lực lắm. Mà nếu chúng ta chỉ cần có cái trí lực, thấy không? Trí lực là lực, cái energy, cái lực của trí tuệ, có đủ khả năng để khử trừ con ma đó. Thì tóm lại, cái bài này muốn nói cho đại chúng, cái câu chuyện mà Ngô Thừa Ân kể trong Tây Du Ký và đến cái mục này đó, là để chỉ nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta cẩn thận và coi chừng có một thứ nhện nó dăn mình mà chính mình cũng không biết. Cho nên á, quý vị thấy khi mà họ cuốn tôn Đường Tăng á, họ Vườn Tăng vừa lọt được á, họ hút trở lại, hút sâu. Cũng như vậy, những cái mà chúng ta cho nó là cái buồn, cái giận hàng ngày mình cứ đắp đổi hoài đó, cái thương, cái ghét tối ngày nó cứ như vậy hoài thì sao? Nó càng hút mình đi vào sâu hơn và nó dằn mình. Hôm qua có làm 4 câu thơ như thế này: lỡ bị ghét, ráng giữ lòng bình thản. Bởi mình mới nói chữ ráng đó. Ráng là phải sao? Phải mài, phải dũa, phải giận công lắm, chứ đâu phải chuyện chơi. Lỡ bị ghét, ráng giữ lòng bình thản. Em không dám nói là vẫn giữ lòng bình thản. Em chưa tới chữ vẫn, em mới tới chữ ráng thôi. Đây là tự nhắc mình mà. Lỡ bị ghét, ráng giữ lòng bình thản. Nếu được thương cũng cứ giữ vậy thôi. Vì ghét thương trò viễn hoặc cuộc đời, thương với ghét cứ luân hồi đắp đổi. Quý vị nghe 4 câu của Bậc Tăng chưa? Lỡ bị ghét, ráng giữ lòng bình thản. Cái có lẽ có bữa nào mình bị ghét đó, cái mình dịnh trái tim mình lại, mình nói lỡ bị ghét, ráng giữ lòng bình thản. Nếu được thương cũng giữ vững, cũng giữ vậy thôi. Vì sao? Mình hiểu một điều: vì ghét thương trò viễn hoặc cuộc đời. Hợp ý thì người ta thương, không hợp thì người ta ghét.
vì ghét thương trò huyễn hoặc cuộc đời. Vì sao? Thương với ghét cứ luân hồi đắp đổi. Hôm qua ta ghét, ngày mai người ta thương, rồi ngày mai người ta thương, mốt ta ghét, phải không? Rồi làm bài khác. Nhắc nữa. Sao sao thôi cũng là sao. Tại vì ta cứ nói sao thầy vậy, sao anh kia, sao bác vậy, chứ không phải tự nhắc mình. Sao sao thôi cũng là sao. Vì sao nào cũng sao. Cho nên đầu năm cứ đi cúng sao, vì sao nào cũng nặng. Là sao nặng. Sao sao thôi cũng là sao, dù khen chê cũng chẳng nao núng lòng. Dẫu rằng chẳng biết đúng không, mà riêng ta đã nặng lòng đúng sai. Mình nghe người ta chê khen cái mình chưa biết chuyện đúng sai, nhưng mà mình đã buồn, đã thương, đã giận, đã đủ thứ hết rồi, mặc dù chuyện nó chưa ngã ngủ. Có phải vậy không? À, mà riêng ta đã nặng lòng đúng sai, bắt đầu phân đua, tôi đâu có vậy, tôi đâu có thằng kia. Người nói ngủ một giấc dài, riêng ta thì cứ thức hoài đêm thâu. Vì ta ôm một mối sầu, riêng ta cứ mãi giàu giàu chẳng vui. Nhìn mình có vẻ không được vui, cứ buồn 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 vậy, giống trời đang chuyển quá, phải không? Bây giờ mới nhắc tiếp. Đúng sai hay dở buồn vui, là trò huyễn hoặc ngậm ngùi làm chi. Không thấu hiểu thành sân si, bây giờ đã rõ ngại gì nữa đâu. Này là ngộ hơn trước. Tu là vậy, dù mình chưa đại ngộ, mình chưa toàn giác, nhưng mình là đệ tử Phật cũng phải có phần giác. Quý vị có đọc, có phân tích được hai chỗ đó không? Phật là toàn giác, còn chúng ta là phần giác. Tại sao gọi là phần giác? Khổ chỗ nào giác chỗ đó. Giống như đau vậy đó, nhức chỗ này ịnh cái ống hút vô đây, đau chỗ này cạo chỗ này, còn chỗ kia không đau không cạo. Còn Phật không có vậy. Phật nhất, Phật bị trúng gió, Phật bảo cạo hết lưng. Tại vì không, tại vì sao? Lùa gió chỗ này nó bay sang chỗ khác, phải không? Cho nên còn mình đó không có chịu vậy đâu. Mình không có chịu đâu, mình cứ hễ đau chỗ nào giác chỗ đó thôi, còn giác chỗ khác có dấu đẹp, phải không? Cho nên mình là phần giác, còn Phật là toàn giác. Cho nên á, khi mà đọc tới cái câu chuyện Tây Du Ký mà tới chỗ thất tình, Hồ Hòa cũng nhớ, mình cũng đâu đó mình cũng có một bài thơ đem ra đọc cho đại chúng nghe. Thì thôi, tối hôm nay Hồ Hòa chỉ có thì giờ tâm sự với đại chúng một cái câu chuyện trong Tây Du Ký. Mong rằng chúng ta nghe Tây Du Ký là một cái hư cấu truyện do tác giả Ngô Thừa Ân sáng tác, nhưng mà trong đó ông đã nói lên những cái thâm ý ở trong đó mà Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng. Thì lần sau nếu chúng ta có cơ hội tay du coi tay lại Tây Du Ký, thì coi tới đâu mình ký tới đó. Ký có nghĩa là mình hiểu, mình ghi lại tới đó. Chữ ký là ghi, Tây Du Ký là ký sự một chuyến đi. Thì bây giờ cũng vậy, cuộc đời mình cũng là cả một cuộc đời để mà gọi là Tây Du Ký, là đông độ ký, tùy mình, phải không? Ai cũng có một quyển nhật ký hết. Thì nếu mình viết vào quyển nhật ký mình những chuyện vui, thì khi đọc lại mình có nhiều chuyện vui. Còn mình ghi vào đó những chuyện buồn, thì đa phần là mình đọc lại thì mình buồn đó. Thì tất cả chúng ta ai cũng có một quyển nhật ký hết. Thì mong rằng đại chúng có nhiều niềm vui trên đường tu học. Tây Du Ký qua cái nhìn Phật học. Một hôm, bốn thầy trò của Ngài Đường Tăng đang đi trên đường, đi ngang một khu rừng, thì nghe cái tiếng kêu cứu của một cô gái
ở trong rừng. Thì lúc đó Ngộ Không bay đi đâu, đi vòng vòng, đi kiếm gì đó không biết. Thì lúc đó Bát Giới với lại Ngài Đường Tăng muốn đi vào rừng để cứu, thì Sa Tăng cản. Sa Tăng nói rằng không có đại sư huynh ở đây, mình cứu mà lỡ nhầm yêu quái thì sao, trong rừng mà làm gì có một cô thiếu nữ ở trong đó. Thì kêu hoài thì nghe tiếng kêu thảm thiết quá, thì cuối cùng Ngài Đường Tăng phải đi vào rừng để gặp cái người thiếu nữ đó. Thì vừa lúc định cởi trói cho cổ trên cành cây á, thì Ngộ Không xuất hiện và cản, không có cho. Và Ngài mới nói rằng, Ngộ Không mới nói rằng: thầy có nhớ Bạch Cốt Tinh không? Thầy có nhớ Hồng Hài Nhi không? Bao nhiêu lần thầy cũng động lòng thương, thầy từ bi mà thầy cứu, rốt cuộc cứu toàn là những người yêu tinh. Thì nghe vậy thôi Đường Tăng cũng bỏ đi. Nhưng mà cô gái này khôn lắm, mới với theo và nói rằng: tu hành gì, đi thỉnh kinh gì mà thấy người ta cứu trước mắt mà không chịu, thấy người ta chết trước mắt mà không cứu mà đòi đi tu, đòi thỉnh kinh. Nghe như vậy thì nhột quá, thành thử ra Đường Tăng quyết định là trở vào cứu cô đó. Thì khi mà trở vào để cứu cổ đó, thì bắt Ngộ Không phải cho cổ lên ngựa và đi đến một cái ngôi chùa đó. Thì cái đêm đó cô này mới ra dụ các ông thầy trong đó và hút máu. Hút máu, đúng là một yêu tinh, hút máu cái mấy thầy ở trong chùa. Thì lúc đó Ngộ Không cũng giả bộ là một ông thầy đang ngồi lâm râm tụng kinh. Thì cô này cũng tới dọ dẫm và vừa định đưa bàn tay ra phía sau chuẩn bị hút máu, thì Ngộ Không biết được và đánh một trận. Thì cuối cùng rượt cái cô này ra tới cửa, thì cô này biến mất tiêu và chỉ để là một chiếc giày. Vậy thì cái cô đó đã làm cái kế gọi là dụ Ngộ Không đi ra khỏi cái chỗ của sư phụ để mà bắt Đường Tăng mất. Thì cuối Ngài Đường Tăng bị bắt. Ngài Đường Tăng bị bắt và đem giam ở trong núi, trong một cái động. Mà Ngộ Không cũng không biết cái ông, cái đứa này từ đâu ra, điều tra hoài không có biết. Thì cuối cùng á, nhờ đi vô cái động, đi vô sâu vô cái động, thì thấy có hai cái linh vị thờ. Một cái linh vị để là Tôn Phụ Lý Thiên Vương chi vị, cái linh vị thứ hai là Tôn Huynh Na Tra Thái Tử chi vị. Trong cái động để hai cái linh vị đó. Thì Ngộ Không có information rồi, tức là có được gốc gác để tìm rồi, truy ra coi con yêu tinh này từ đâu xuất hiện. Thì lúc đó Ngộ Không mới chạy lên trên trời, biết được rằng như vậy là cái con yêu tinh này có liên hệ với lại Lý Tịnh, với lại Na Tra. Thì chạy lên trên đó đánh một trận và Lý Tịnh giận lắm. Lý Tịnh nói: ta làm gì có con ở dưới trần. Thành tử trói Tôn Ngộ Không lại và đem trình cho Ngọc Hoàng, đó là Ngộ Không vu oan. Thì sau khi mà giằng co một hồi á, thì Na Tra mới nhớ trực lại. Na Tra nhớ trực lại là rất lâu rồi có một con rùa tinh làm đổ cái đèn dầu và bị phạt xuống trần, và phụ vương đã thương ta xót giúp cho nó và nhận nó làm con gái nuôi. Thành thử nó mang cái ơn đó mà nó thờ cái linh vị của cha ở dưới trần và nó thờ cái linh vị của con ở dưới trần. Lúc đó Lý Tịnh giật mình và năn nỉ Tôn Ngộ Không, nhưng mà lúc đó Ngộ Không giận lắm. Ngộ Không tự ái đó, bị người ta trói, bây giờ đâu, tôi đâu phải là người dễ, đâu phải muốn trói tôi lúc nào trói, rồi đâu phải là muốn tháo tôi ra rồi xin lỗi lúc nào xin lỗi, phải vậy không? Mình bây giờ cũng vậy vậy đó, nhiều khi ai mà hiểu lầm mình á, nói nặng mình câu rồi xong rồi cái lại xin lỗi mình, cái mình nói tôi đâu phải là người dễ dàng vậy, muốn chửi tôi lúc nào chửi, chửi đã rồi cái lại xin lỗi từng tiếng quê làng à, đâu có được. Thì lúc đó ông Thái Bạch Kim Tinh đó, ông nói năn nỉ nó: thôi Đại Thánh ơi, giờ Lý Tịnh biết lỗi rồi thì Đại Thánh đi xuống cứu nhất định không, bây giờ Lão Tôn nằm nư ở đây.
Nhưng mà lúc đó Thái Bạch Kim Tinh khôn, Thái Bạch Kim Tinh lại nói một câu thôi. Thái Bạch Kim Tinh mới nói: Đại Thánh đừng có quên nha, ở trên trời một ngày á là bằng dưới trần một năm. Thành ra Đại Khánh mà ở đây mà cù khưa cù nhằn hoài á, hết một ngày ở trên trời là dưới trần một năm á, là con yêu tinh nó ăn thịt sư phụ của Đại Thánh mất tiêu rồi. Ổng nghe như vậy, ổng bứt dây, ổng giọt mất tiêu, về ổng cứu sư phụ ổng. Thì đó là cái câu chuyện. Và Lý Tịnh và với Na Tra đi xuống để thu thập cái con yêu tinh đó. Đó là cái nạn. Ở đây á, muốn nói như thế này: khi mà con người còn vô minh á, thì ấy rơi vào những cái cạm bẫy của yêu tinh lắm. Vô minh là gì? Vô minh là không có thấy rõ sự à không. Minh là sáng, vô minh là người không có sáng suốt. Mình không có thấy rõ vấn đề, không có thấy rõ được sự thật. Thì tất cả nhiều rồi, từ khi mình không thấy, không có rõ sự thật, không có biết rõ một vấn đề gì đó, thì dễ gây hiểu lầm, dễ tin người khác. Cho nên Đường Tăng cũng vậy, đã bao nhiêu lần bị thất bại, bị dụ, nhưng mà rốt cuộc rồi Đường Tăng cũng không có thoát được, vẫn còn bị lường gạt như vậy. Đó là do cái sự, khi con người, để tượng trưng khi con người mình bị vô minh thì mình thường bị như vậy. Ở trên đời có nhiều khi mình gặp những người như vậy. Ví dụ mình gặp một cái người đó, bị cái người kia lường gạt tình cảm một lần, đau khổ. Rồi vài ba tháng sau hay một năm sau gặp một người khác, và mình cũng thấy cái tư cách của cái người này cũng không có tốt, và mình cũng có thấy rõ rằng cái người này không có khả năng đem lại hạnh phúc cho người kia. Nhưng mình khuyên cái người kia thì người kia cũng không có chấp nhận, tại vì người kia đang rất là thương, đang coi như là không có thấy gì nữa hết. Bây giờ lúc đó là xung quanh mình chỉ thấy cái người đó thôi. Cái người kia là ánh sáng duy nhất của mình thôi. Còn tất cả những người khác, những lời nói của ai đó đã lu mờ trong bóng tối hết. Quý vị có hiểu ý không? Thì cái đó gọi là vô minh. Có những cái chuyện mình thấy rõ trước mắt, đó là một cái bẫy, nhưng mình khuyên người ta không có nghe. Người ta nghĩ rằng cái mà người ta cho nó là đúng, người ta làm là đúng. Và mình thấy rõ ràng trước mắt là cái thất bại, nhưng mà người ta vẫn không có nghe. Thì khi mà cái người mà bị vô minh thì khổ lắm. Nó giống như một thứ si mê vậy đó. Đã si mê thì không có sáng, mà sáng thì đâu gọi là mê. Mà mê thì không gọi là tỉnh. Mà đã tỉnh thì không gọi là mê. Phải không? Mà cái người mà mê thì mình chịu. Mê là gì? Mê là lúc đó là mình chỉ biết cái đó thôi, thấy cái đó thôi. Giống như cái người, thí dụ như cái người mê cờ bạc. Cái người nào mê cờ bạc rồi thì lúc đó ai có nói gì nói, ai có khuyên gì khuyên, họ không thấy cái gì hơn nữa ngoài cái chuyện cờ bạc. Và họ thấy cái cờ bạc của họ là vui, là hạnh phúc, là sung sướng, thoải mái. Vì vậy cho nên á, khi mà mình bị vô minh á, thì mình không thấy rõ vấn đề. Mà khi không thấy rõ vấn đề, tức là mình chấp. Mình chấp tức là gì? Là mình nắm chặt cái điều mà mình cho là đúng. Có phải vậy không? Chấp là gì? Chấp là mình nắm chặt lại. Mình cho cái biết của mình là đúng. Cái đó gọi là chấp. Mình có một cái thành kiến với người kia, mình cho cái nghĩ của mình về cái người đó là đúng, và mình không bao giờ mình thay đổi về người này, hay là một vấn đề gì đó. Thì những cái hình thức như vậy gọi là chấp. Vì sao mình chấp? Là mình không có thấy rõ được vấn đề. Vì vô minh cho nên mình chấp. Mình chấp cái gì? Có khi mình chấp có khi mình chấp không. Mà chấp cái gì là khổ cái nấy. Thí dụ như bây giờ mình nói như thế này, mình nói là ăn chay phải sắm đũa muỗng riêng. Còn nếu mà ai ăn mà không có đũa muỗng riêng là người đó không có ăn chay tinh khiết. Nhiều đó thôi, khổ không?
đi tới đâu rồi mình cũng xách đôi đũa của mình theo. Còn nếu mà không nữa đó thì Pháp Hòa đề nghị là cũng phải nên sắm hai bộ răng. Tại bộ răng để nhai thịt và bộ răng để nhai rau. Tại vì mình cho là đũa phải đúng là cái đũa ăn chay, muỗng thì phải muỗng chay, gọi là cái gì cũng phải, thì tại sao răng không thay? À, như vậy thì cũng chưa được, phải không? Thành thử ra đó thì bất cứ một hình thức chấp nào, phải không, mình cũng đều khổ hết. Thí dụ như á, bây giờ á, mình á, ở nhà cái hoàn cảnh của mình là tụng kinh nó không có thể dùng chuông mỏ được. Dĩ nhiên mình dùng chuông mỏ cũng hay, là để cho mình tập mình tụng nó có âm điệu, để mai mốt mình đi ra bên ngoài mình tụng với người ta mình cũng theo nhịp nhàng được. Nhưng mà cũng không ai bắt buộc là tụng kinh phải có chuông mỏ. Không ai bắt buộc, mà có cũng tốt, là để cho mình tập luyện, mình theo nhịp. Còn lỡ hoàn cảnh không có cũng không sao, và mình tụng kinh mình nghĩ rằng mình tụng không có chuông mỏ thì Phật không có nghe. À, hay là mình tụng kinh bữa nào mình mệt đó, mình tụng lâm râm mình sợ Phật không có nghe. Có nhiều vị niệm Phật phải ra ngồi ngay hướng Tây. Hỏi chi vậy? Nói gì Phật ở hướng Tây, Phật Di Đà hướng Tây, mà Phật mà không ngồi hướng Tây thì sợ Phật. Thì những cái hình thức như vậy đều là chấp hết. Khi mình chấp một cái gì rồi á, thì nó giam mình ở trong cái. Nên trong cái câu chuyện này người ta nói là Ngài Đường Huyền, Ngài Đường Tăng bị nhốt trong cái núi hãm không. Hãm là gì? Hãm là giam lại. Hãm là giam. Giam ở trong cái núi đó rồi, và ở trong một cái động. Đã ở trên núi rồi mà còn ở trong động nữa thì ai kiếm cho ra? Cái động đó tên là động vô để. Vô để là gì? Vô để là vô đáy. Vô để là vô đáy. Mà cái người mà bị chấp, cái người mà lọt vào một cái thứ gì mà nó không có rồi đó, thì lẫn quẩn hoặc mới thoát. Thí dụ như trường hợp mình, cái người nào mà bị tham, con người mình tham nhiều lắm phải không? Thí dụ như bây giờ mình nói nghe người ta nói niệm Phật Di Đà để mai mốt mất về Tây Phương Cực Lạc cũng ham, cũng niệm. Nghe người ta nói Quan Âm Bồ Tát cứu khổ, cứu nạn cũng ham, niệm. Rồi nghe người ta nói thành thử rốt cuộc một đêm niệm nhiều vị lắm. Nhưng mà không phải niệm là tại mình thành kính hay mình thương cái vị đó, mà tại vì sao? Vì cho mình. Tức là Bồ Tát Quan Âm là độ cho mình mạnh giỏi này, thấy không? Địa Tạng Bồ Tát độ ông bà cha mẹ nghe. Di Đà là để đi sponsor, đi viện bảo lãnh, đi viện bảo lãnh Tây Phương, thí dụ vậy. Đó. Thành thử ra nhiều khi mình cái đó là mình nói những cái tham nó cũng còn tham tốt, nó có những cái tham mà nó còn nặng nề hơn nữa. À, mà khi mà mình có tham một thứ gì rồi á thì nó không có cái đáy. Nó không có đáy. Muốn thì không bao giờ cùng. À, thành thử ra mình phải biết rằng khi mà mình bị một cái thứ gì rồi á, thì mình bị giam vô cái núi tên là núi hãm không, và một cái động tên là động vô để. Vô để là không có đáy. Thì ở trong này á, khi con người của mình á, bị nắm chặt rồi á, thì mình lẩn quẩn lắm, mình không có thối lối ra. Thí dụ như bây giờ á, mình bị thất bại trong cái vấn đề tình cảm, thì mình phải biết rằng á, cuộc sống của mình không phải chỉ có nhiêu đó. Dĩ nhiên đời sống ai cũng cần có tình cảm, cần có người thương mình, và mình cũng muốn có người. Điều đó là đúng thôi. Nhưng mà lỡ mình không được như vậy á, thì phải biết rằng mình còn nhiều thứ khác để mình làm nữa, chứ không phải mình tối ngày chỉ sống lẩn quẩn con nhiêu đó. Nếu mà mình cứ chấp cuộc đời mình mà không có ai thương, hoặc là mình không ai thương mình, hoặc không có người để mình thương, mình sẽ đau khổ rồi cứ lẩn quẩn như đó hoài. Thì mình ở trong cái núi gì? Núi hãm không. Và trong cái động vô để, có lối thoát. Nhưng mình phải biết rằng cha mẹ nuôi mình, thấy không? Và mình cũng nghĩa là chăm sóc tự lấy mình, đâu phải chỉ để nhiêu đó. Mình còn rất là nhiều thứ khác để mình làm. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như trường hợp ở đây, trong con người mình ở đây nè, ngồi đây nè, ai cũng bệnh hết á, mỗi người mỗi bệnh. Nhưng mà mình, nếu mình khổ đau về cái bệnh đó thì mình không làm được gì hết trơn á, phải không? Thì mình cứ tối ngày mình cứ lẩn quẩn trong cái bệnh đó. Bây giờ mình biết mình bệnh, nhưng mà bên cạnh đó mình cũng còn có sức để làm cái thứ khác.
thì mình phải phát huy cái khả năng sức khỏe của mình để làm cái chuyện đó, mà đừng có lẩn quẩn ở trong cái núi hãm không về cái bệnh đó. Nó hãm mình trong cái bệnh đó và mình không có lối thoát. Mình không có lối thoát. Rồi thí dụ như bây giờ mình bị đau chân, mình không có ngồi thiền được, thì mình có thể phát huy cái khả năng của mình á, là ngồi tu ở trên cái ghế. Hồi xưa mình ngồi tụng kinh được 1 giờ, bây giờ mình không thể ngồi được nhưng cũng đừng đau khổ. Và mình chỉ có thể ngồi nửa giờ đồng hồ thì mình tu nửa giờ đồng hồ, rồi nửa giờ kia mình nằm mình niệm Phật. Quý vị có hiểu ý không? Tức là mình đừng có để mình bị giam ở trong bất cứ một cái nào. Và cuộc đời nó luôn luôn nó thay đổi. Và nếu mà mình cứ chấp mình phải như thế này, phải như thế kia thì khổ lắm. Thí dụ như những người già đó, hồi còn trẻ đó, là những vị này á, là tự lập, không cần ai chăm sóc, thì tự lập, áo quần thì tự giặt, tự xếp, đi đứng thì thảnh thơi. Nhưng bây giờ già đó, đi yếu thì người khác tới vịnh đó, thì rất là khó chịu, không có muốn, là tại vì cái người này cảm giác rằng mình bây giờ hình như vô dụng, mình bây giờ mình phải nhờ người khác, cho nên đôi khi cái người khác tới đỡ mình lại hất cái tay người đó ra, mình không cần người đó đỡ. Quý vị có thấy những có những người già sống rất là tự ái, tại vì hồi nhỏ là một tay mình hết, nhà cửa từ trên xuống dưới, chồng con cháu chắc gì một tay mình lo, bây giờ họ lo lại cho mình, cái tự nhiên mình cảm thấy khó chịu. Nhưng mà đừng có nghĩ như vậy. Mình nghĩ như vậy là mình khổ lắm, mà mình cũng làm khổ người khác nữa. Mình phải biết rằng người ta sẵn sàng, người ta chăm sóc mình thì mình cứ để cho người ta chăm sóc. Còn nếu mà mình còn khỏe, sức mấy ai mà làm cho mình, phải không? Còn nếu mà mình lỡ mình đau bệnh, mình yếu mà người ta tới chăm sóc thì cứ để người ta chăm sóc. Mình đừng có gây, tự mình làm khổ mình. Tự mình làm khổ mình tức là mình tự mình giam mình trong một cái núi đó, chấp đó. Và mình làm khổ những người xung quanh, tức là người ta không có muốn giúp mình mà người ta không biết làm sao. Có một cái bà cụ từ nhỏ tới lớn là thương cái người con này. Và khi người con này lớn lên có gia đình thì một hôm vì binh vợ hay như thế nào đó mà có những cái lời nói hỗn với bà. Và từ đó về sau bà không nhìn đứa con này nữa. Mà bây giờ mỗi lần mà ai mà nhắc tới người con này thì bà giận dữ lắm. Lý do nào bà giận là vì bà thương người con này rất là nhiều. Và bà cũng để tâm bà chăm sóc, bà giúp đỡ người con này nhiều nhất. Mà không ngờ bây giờ người con này như vậy. Thì bà mặc dù bao nhiêu lần người con này đến xin lỗi nhưng bà cũng không có tha thứ. Rồi cộng thêm những người con bên cạnh sẵn ghét cái người này rồi, bây giờ đốc suối nữa. Đốc suối nói bây giờ tại sao má phải tha thứ cho nó. Nó một đứa con như vậy là má từ nó là đúng rồi, tại sao má còn chấp nhận nó nữa. Và nếu mà má mà chấp nhận nó như vậy là mai mốt má có chết á, thì có nó là không có con. Quý vị thấy đau khổ không? Đó là một hình thức chấp. Và tự mình giam mình trong núi và tự mình để mình trong một cái động vô để. Và lẽ ra cái người con kia đó phải thấy rằng mẹ của mình bây giờ già yếu rồi, sống nay chết mai, đáng lý phải khuyên mẹ, phải không? Thôi tha thứ cho nó, xả bỏ cho nó, để cho mẹ tâm hồn mẹ nhẹ nhàng, mẹ sống qua ngày cho hết cái tuổi già của mẹ, rồi mai mốt mẹ có theo ông theo bà đi cho nhẹ nhàng, ví dụ vậy. Còn đằng này không nói được như vậy mà còn đốc suối nữa. Thì như vậy quý vị thấy, cho nên mình sống nhiều khi mình không biết tưới cho nhau. Thay vì mình tưới cho nhau những cái hạt, những cái chất nước và tưới vào những cái hột giống lành mạnh, thì mình lại tưới cho nhau những cái hạt giống gì? À, hạt giống đau khổ, hạt giống buồn phiền. Mình biết cái người đó họ có những cái tiêu cực, những cái dở đó thì mình đừng có đó nữa. Cái đó nó nhiều quá, mình phải tưới cái hạt giống tốt. Thí dụ như là ở Việt Nam mình đó, con nít đó, mình lại mình khen nó mà, mình nói trời con giỏi lắm á, con ăn giỏi lắm á.
mình tưới nó làm chi? Để nó thấy nó giỏi, nó làm, nó phát huy cái đó. Thành thử đó là một cái hình thức tưới đó, nhưng mà mình biết tưới vào những cái chỗ tốt của nó. Cho cái người mà mình tối ngày mình cứ tưới cái xấu cho họ thì họ trở nên họ xấu. Có nhiều ông chồng đâu có muốn lăng nhăng, nhưng mà tại vì nhiều khi vợ cứ ghen, ghen bóng, ghen gió, ghen bậy, ghen bạ, rồi cứ tưới, tưới riết cái ông làm thiệt. Tức là mình bắt cầu, mình đưa đường chỉ lối. Nói như vậy không có nghĩa là mình bào chữa. Ở đời nó có những cái trường hợp, có những đứa con á, nó chưa có sao hết, mà tại mình tưới nó riết, mình tưới nó riết cái nó trở thành như vậy. Cho mình sống, mình phải biết tưới những cái hạt giống tốt cho nhau, mà đừng có tưới những cái hạt giống xấu. Mình biết cái người kia đang bị vào một cái đau khổ nào á, thì mình tìm cách mình phải cứu cái người đó ra. Giống như cái bà mẹ bây giờ đó, chấp đứa con và cứ đang ở lẩn quẩn trong cái động đó, rồi người con còn đẩy mẹ sâu vô nữa bằng cách là tưới vào những cái hạt giống giận hờn của mẹ. Và thí dụ như mình nghe ai nói một câu nào đó, mình cho nó là thật, cho nên mình đau khổ. Mình cho nó là thật cho nên gọi là chấp có đó, phải không? Bây giờ mình biết rằng á, cái lời nói này nó có, nhưng mà nó có với ai? Nó có là tại vì mình hiểu, mình biết phân tích nó, rồi mình đau khổ với nó. Chứ thiệt sự ra cái chữ này nó cũng là không, nó thoáng qua rồi là nó mất. Quý hiểu ý không? Cho nên thấy được cái thật tướng của tất cả mọi sự mọi vật là vô tướng, không có cái gì thật hết á. Và khi mình thấy rõ được như vậy rồi á, cái bản chất thật của mọi sự mọi vật, thì mình thoát ra khỏi được cái đau khổ, cái vô minh. Cũng giống như là Tôn Ngộ Không tìm ra được cái manh mối của con yêu tinh này từ đâu? Nhờ tìm được hai cái linh vị trong cái động đó. Thắc mắc không biết con yêu tinh này từ đâu mà ra, nhưng mà nhờ đi vô trong động và tìm hai cái linh vị, tìm ra cái hai cái linh vị mà tìm ra manh mối yêu tinh này xuất phát từ đâu. Cũng y như vậy, cũng y như vậy. Chúng ta đau khổ là tại vì chúng ta không thấy rõ sự thật của mọi sự. Và khi mình thấy rõ rồi á, thì nó không có còn đủ cái gì, nó không còn đủ khả năng, nó làm mình đau khổ như hồi trước nữa. Có thể là còn, nhưng mà nó giảm. Rồi từ cái giảm đó, nó từ từ nó hết. Thí dụ như mình nghĩ rằng á, người ta đụng vô cái tự ái của mình, đụng vô cái tôi của mình. Giờ mình bây giờ mình quán niệm coi cái tôi mình nó được bao nhiêu lâu, được bao lâu và nó bao lớn. Nói lớn thì nó không lớn, mà nói nhỏ thì nó không nhỏ. Nói lớn thì nó cũng khắp hết á. Mày vừa vừa thì nó khoảng 3 tấc đất thôi, tức là nằm ngay đơ rồi xuống nhiêu đó thôi. Mà nhỏ nữa thì khoảng nhiêu hũ. Mà nhỏ nữa thì nhiêu, đem ra rải ngoài sông ngoài rồi cái đó hết trơn. Thấy không? Cho nên mình thấy mình cũng không có thiệt. Mình còn không thiệt thì cái người nói có thiệt không? Người nói cũng giống mình thôi. Rồi lời nói kia nó có thiệt không? Lời nói cũng tự con người mình tạo ra thôi, có sao đâu. Ví dụ như ở việc tiếng người Việt của mình, ai mắng mình là chó, là mèo, là gà, là vịt là mình giận lắm á. Vậy mà Pháp Hòa đi giảng ở mấy cái trường Tây á, nó nghe cái chuyện luân hồi, nó nói nếu mà nó có luân hồi nó xin cho nó làm chó. Thấy không? Nó xin cho nó làm chim, xin nó làm thỏ, tại vì đối với họ đó, con thú rất là hạnh phúc, là một con thú rất hạnh phúc, được người ta cưng, được người ta chiều chuộng, sung sướng. Nhưng mà đối với mình á, là tại sao mình không thích, là tại vì mình đã thấy quá nhiều cái cảnh mèo. Có phải không? Tại chó mèo Việt Nam đâu có được cưng, đâu có được chăm sóc, có phải không? Thành thử ra cái gì cũng vậy hết á. Mình thấy nếu mình vào cái gì mà nó hợp với mình hợp tình, hợp lý, cái mình cho nó là có. Thành thử ra cái có, cái không á, nó không có chừng, có đổi gì hết á, mà tự mình giam mình đau khổ, tự mình làm cho mình đau khổ. Cái lời nói đó đâu có thật đâu. Cái lời nói mà người ta mắng là chó, là mèo, là gà, là vịt gì đó, không có thật. Chẳng qua mình hiểu cái chữ chó là cái gì, chữ mèo là gì, rồi mình nghĩ người ta nói.
Chợ hội Việt Nam mỗi lần mà nó mắng mình xong cái mình lại mình ăn thua đủ, nó nói tao đâu có gọi mày đâu, tao gọi con năm trên trời mà tao gọi con bảy trên đất mà, thí dụ vậy. Cái này, thôi què, có giận cũng không làm gì được, tại đâu có gọi ngay tên mình, phải không? Thành thử ra ở đây á, cái hình ảnh mà Tôn Ngộ Không tìm ra được cái hai cái linh vị mà tìm ra manh mối con yêu tinh này từ đâu, cũng giống như mình. Khi mình thấy rõ rằng đau khổ mình từ đâu ra, à thì ra từ cái chỗ mình chấp quá thôi, từ cái chỗ mình cho cái gì cũng thiệt hết trơn, rồi mình đâm ra mình nhiều cái sự buồn phiền. Bây giờ thấy được nó rồi thì sao? Cởi mở, cho dù không hết khổ cũng bớt bớt khổ. Rồi khi mà Ngộ Không mà bị trói, Lý Tịnh biết lỗi rồi, Lý Tịnh năn nỉ không có chịu, thì chỉ cần Thái Bạch Kim Tinh lại nói một câu thôi: Đại Thánh đừng có quên, ở trên này một ngày á bằng dưới trần một năm, phải không? Ở đời cũng vậy, có nhiều lúc á mình, cái nư của mình nó lớn lắm, cái nư của mình lớn lắm, tại vì mình sẵn dịp này mình trả đũa luôn. Cho nên đó, nhưng mà đây là mình phải biết một điều ở trên đời, lấy đánh mà trả đánh á, thì không bao giờ hết. Có nghĩa lấy oán mà trả oán thì không bao giờ cùng. Nhưng mà chỉ có chúng ta chuyển đổi những cái nghệ thuật, cái hình thức, thì tự nhiên mọi cái ân oán nó hóa giải. Cái ông mà Thái Bạch Kim Tinh, ông đâu có cần phải dùng sức, ông đâu có cần phải đánh như Ngộ Không, ông đâu cần làm gì nặng đâu, ông chỉ cần làm gì, nói một câu thôi, thì tự nhiên Ngộ Không nhanh gọn chạy xuống trần cứu sư phụ liền. Mình cũng vậy, nhiều khi mình phải học cái nghệ thuật đó. Mình phải học cái nghệ thuật là mình nói làm sao mà cho nó quá giải, mà nó im chuyện. Giống như cái ông mà ông vua, ông quan kia vậy đó, ông chặt đầu, ông tuyên bố là phải chặt đầu của một cái tên giữ ngựa, là vì đã làm chết con ngựa yêu quý của ông. Thì cái ông quan này, ông muốn cản vua mà ông đâu có cản được. Nếu mà ông lại ông nói xin bệ hạ hãy tha cho nó rồi này kia kia nọ, thì chắc ông vua bỏ vẻ là quyền uy của mình nữa, phải không? Ông quan này không có nói vậy, ông nói khoan, trước khi bệ hạ chặt đầu xin cho thần phân tích, để cho cái tên giữ ngựa này chết cũng được nhắm mắt. Nói ngươi có ba tội đáng chết. Tội thứ nhất là giữ ngựa mà để cho ngựa chết, không có tròn trách nhiệm, đó là một tội đáng chết. Tội thứ hai mà cái con ngựa mà nó chết lại là con một ngựa quý của vua, đó là hai tội đáng chết. Và tội thứ ba là để cho vua phải mang tiếng vì một con ngựa mà giết chết một người. Rồi từ nay về sau, thần dân sẽ chê trách vua, lân bang sẽ, nghĩa là sẽ chê trách vua vì một con ngựa mà chết một người. Vậy làm cho vua mang tội bất nhân. Ba tội đáng chết. Ông vua nghe xong, thôi, các khanh hãy tha cho nó đi, để trẫm mang tội bất nhân. Đó là gì biết không? Đó là một nghệ thuật khuyên can. Đó là một nghệ thuật khuyên can. Thì nói nhiều khi á, có nhiều khi mình phải biết cái cách. Cuộc sống này là một cái nghệ thuật chứ gì đâu, mà biết cái cách. Mà biết cái cách thì nhiều khi mình làm đơn giản mà giải quyết được vấn đề. Có một cái gia đình đó không có thuận, thì Pháp Hòa mới bày là nhân cái ngày giỗ đó, giờ không ai nói chuyện được với ai hết á, nhưng mà bây giờ ngày cái ngày giỗ của mẹ đó thì phải tập hợp về. Thì Pháp Hòa mới đề nghị là lấy cái bài mà khấn nguyện tổ tiên á, mà mình hay đọc trong cái dịp lễ cuối năm với lại lễ Vu Lan đó, soạn lại cho nó phù hoàn cảnh của gia đình, đọc cái lời đó lên.
Thì trong đó có câu là chúng con ý thức được cây có cội, nước có nguồn. Cha mẹ tổ tinh là tổ tiên là cội nguồn của chúng con. Rồi trong đó có mấy câu là chúng con hứa với má từ nay về sau chúng con sẽ thương nhau, tại vì chúng con biết rằng ở trong chúng con có má. Và nếu chúng con ghét nhau thì giống như chúng con đang ghét má vậy đó. Chúng con sẽ chấp nhận nhau, tha thứ cho nhau giống như là má đã từng chấp nhận chúng con và tha thứ cho chúng con. Giờ mình đánh thẳng không được, mình phải làm gì? Mình làm gì? Dùng mưu, dùng kế. Nhưng mà mình nói như vậy thì có nghĩa là mình tìm một cái phương tiện khác để mình độ. Và nhờ cái bữa cúng đó, anh em có thể ngồi lại với nhau ăn một bữa cơm. Chứ hồi xưa thấy cúng lấy vị thôi, nghĩa là thắp hương lại rồi là nhà ai nấy đi. Nhà nào mà tổ chức cúng thì nhà đó ăn. Cho nên nhà đó nấu ít lắm, tại vì biết là không ai ở lại ăn. Nhưng bây giờ biết là ngày hôm đó cái tia hy vọng thành công lớn lắm, cho nên làm cái chuyện đó. Đó là một nghệ thuật khuyên can. Có những người họ muốn khuyên can gia đình họ không thể nói thẳng được, họ mượn những cái bài thuyết pháp mà phù hợp với hoàn cảnh trong gia đình họ mở lớn lên, như họ đang và họ đang muốn cho người kia nghe. Chứ mình cũng học được những cái đó. Giống như mình làm mà dưa rau muống vậy đó, hay là mình làm dưa cải chua, hay là mình làm dưa leo ngâm chua. Mình muốn cho nó ngon đó, là mình chỉ cần có một cái nghệ thuật thôi, là mình ngâm nước đá. Là mình bắt cái nồi nước lên, mình bỏ muối vô rồi mình để uống dịch và cho nó sôi khoảng chừng 2 phút, rồi mình vớt ra bên thông này lạnh, nước đá thật lạnh. Mình vớt hết rau muống, mình để vô trong cái thau nước lạnh này, mình ngâm. Ngâm cho đến khi nào nước cái nước đá nó làm lạnh tê cái cọng rau muống đó, rồi mình vớt để cho ráo, rồi mình nấu nước giấm đường, mình để cho nguội, mình nhấn nó vô lại. Giòn mấy tháng cũng giòn, mà giòn từ cái lá cho tới cọng, từ đọt cho tới đuôi. Chỉ cần có một thau nước lạnh thôi mà giòn được cọng rau muống. Mà không phải cọng rau muống không, mà ngay cả lá rau muống ăn nó, người Bắc người ta gọi là miệng nhai mà tai nghe. À, làm dưa cải cũng y như vậy. Đó là cái nghệ thuật làm dưa của người Mỹ. Trong mấy cái phòng, cái đó là cái cách của người Mỹ họ làm ngon lắm. Và nhiều khi á, mình đâu cần phải bày vẽ gì nhiều, phải không? Ăn thua cái nghệ thuật trưng bày mà người ta cảm thấy ngon lành. Dĩa rau muống dưa đó, chén tương hột cho ngon, dầm ớt nặng chút chanh, cơm trắng. Thì đó là một cái nghệ thuật, phải không? Mình phải học cái nghệ thuật như vậy. Thì đó là cái câu chuyện mà ở đây người ta muốn nhắc mình có mấy vấn đề. Một là khi con người mình chấp thì mình sẽ bị giam vào cái chấp đó, và mình sẽ lẩn quẩn hoài, mình không có ra, phải không? Bất cứ một hình thức chấp nào, chấp có hay là chấp không, chấp còn hay chấp mất. Thí dụ như mình chấp có đó, thì chấp có là sao? Chấp có cũng khổ lắm, tại vì cái gì cũng có hết á, rồi cái mình đâm ra con người mình gì, nó nhiều thứ mê tín, rồi mình không biết đường mình đi, là tại vì ai nói mình cũng nghe. Còn chấp không á, là mình chấp cái gì cũng không, thì con người mình nó cũng tàn bạo lắm, là tại vì mình không có thần thánh, không có Phật trời, không có tội phước gì hết, cho nên bất chấp. Sống thì ăn chơi, mà chết là hết. Cho nên rồi con người cũng không có lo tạo phước,
không có cần phải thương xót ai hết cũng không được. Cho hai cái chấp cái nào cũng khổ hết. Mà mình phải tập sống như thế nào? Phải tập sống là thấy rõ mọi vấn đề. Thấy rõ mọi vấn đề, thí dụ như cái bông này, khi nó còn thì mình an vui, mình hưởng nó khi nó còn. Mà lỡ một mai nó mất thì mình cũng biết là nó mất, tại vì cái sự còn mất là chuyện rất thường của thế gian. Và cái chuyện bệnh hay chuyện khỏe cũng rất thường, là tại vì mình không giữ mình thì mình bệnh thôi. Mình ăn uống không đàng hoàng thì mình bệnh thôi. Và lỡ có bệnh mà đau khổ thì bệnh gấp đôi. Tại vì bệnh thân chưa xong rồi bệnh tâm nữa. Phải không? Thành thử lỡ có bệnh thì tinh thần phải vững, tìm cách chữa bệnh. Đột ngột đi bác sĩ uống thuốc trị bệnh. Mặt khác tu tập, niệm Phật, ngồi thiền hay trì chú, tụng kinh, để có cái nội tâm vững mạnh để nó đẩy cái bệnh. Cái này người ta kêu là gì? Nội công ngoại kích. Tức là bên ngoài nó uống thuốc cho nó thấm, bên trong mình phải dùng những cái sự tĩnh lặng đẩy bệnh. Mình phải đánh hai thứ, hai phía, bên ngoài lẫn bên trong thì mới được. Đó, thì cái câu chuyện này người ta hướng dẫn cho mình như vậy đó. Đừng, nếu mình bị chấp một cái gì thì mình sẽ ở trong cái núi đó, núi gọi là núi hãm không. Chấp có là một thứ khổ rồi nha, mà chấp không lại càng nguy hiểm hơn. Tại vì sao biết không? Chấp có coi vậy mà nó đỡ. Là vì thí dụ mình chấp có cho nên có tội cho không dám làm tội, làm phước. Có nhân quả cho nên không dám gieo nhân xấu. Còn người mà chấp không thì sao? Không nhân, không quả, không tội, không phước, không gì hết, cái gì cũng không, chết là hết. Cho nên họ làm sao? Họ ăn chơi, họ sẵn sàng, họ làm những cái điều tội lỗi. Thì đó là cái ý của cái câu chuyện này. Sau khi mà thầy trò rời khỏi cái nạn đó rồi á, thì đi đến một cái nước nọ, có một cái ông vua đó, ông nằm chiêm bao. Ông thấy có một ông hòa thượng xuất hiện trong giấc chiêm bao của ông và lấy vợ của ông, đoạt ngai vàng của ông. Thì khi mà ông giật tỉnh giấc chiêm bao như vậy thì ông nghĩ đó là một sự thật, vì ông thường thấy trong giấc chiêm bao như vậy. Cho nên ông mới nói là ông ghét hòa thượng lắm. Ông quyết định là nội trong 3 ngày phải đuổi hết tất cả các thầy tu trong nước ông. Thì chẳng may cho phái đoàn của ngài Đường Tăng đi đến đó thì gặp cái chỗ, gặp một cái nước mà bây giờ nó đang lùng bắt các ông thầy. Thì khi mà điều tra tự sự rồi đó, Ngộ Không mới đi quơ được mớ quần áo của người khác để thay đổi cho ông thầy, thay đổi mấy huynh đệ hết. Bắt thầy cũng mặc đồ đời luôn, mấy huynh đệ mặc đồ đời hết. Quý vị có nhớ cái đoạn này không? Đó là tại vì nếu mặc đồ tu á là rất là khó đi trong nước đồ đời. Thì một hôm đang ngồi mướn cái quán trọ thì ba ông thái tử mới đi tìm tới lùng bắt các ông hòa thượng. Thì Ngộ Không mới đem giấu hết mấy thầy trò trong mấy cái rương, mấy cái tủ. Thì khi mà đem đi giấu như vậy đó, thì các ông thái tử đi vô thì gặp bắt đầu họ mới biến phép đó. Thì ba ông thái tử khiêng mấy cái tủ về trình cho ông vua. Thì trong khi mà làm như vậy thì nửa đêm hôm đó đó, Ngộ Không biến thành một cái con ong, con ruồi vậy đó, đi rà rà vô hoàng cung. Và chỉ trong cái nháy mắt thôi là cạo sạch đầu của ông vua, cạo sạch tóc của bà hoàng hậu, và tất cả các quan gì trong triều là bị cạo sạch hết. Và sáng hôm ra, sau ra, ổng đâu có dám lâm triều. Mà ổng lâm triều thì ổng phải che cái màn. Ổng hỏi các khanh có gì tâu không, thì các ông quan cũng khúm núm và dở nón ra, chỉ thấy cái đầu tròn, nghĩa là trọc lóc hết. Các ông quan sợ quá. Thì lúc đó ông hoàng thượng ổng mới ok, ổng cảm thấy ổng thoải mái một chút, là tại vì ổng cũng bị rồi, quan cũng bị. Thành tử ổng lúc đó mới vén cái màn ra, ổng dở nón ra, ổng nói trẫm cũng bị như các khanh. Thì lúc đó khi mà đem bắt và 4 thầy trò vô, thì Ngộ Không mới cho ông vua biết rằng đó là Ngộ Không làm. Thì Ngộ Không mới trả lời một câu như thế này: ông chỉ vì một giấc chiêm bao
mà ông đành lòng bỏ, nghĩa là đuổi hết bao nhiêu ngàn thầy tu trong nước ra khỏi nước, đó là một chuyện hoang đường. Chỉ một giấc chiêm bao thôi mà ông làm những cái chuyện như vậy, thì tôi cũng đáp những cái chuyện rất hoang đường. Đó là chỉ trong một đêm mà tất cả vua, hoàng hậu và các quan trong triều phải bị sạch tóc hết. Quý vị có nhớ cái độ, có hiểu được cái chỗ đó không? Chuyện chim bao là chuyện hoang đường. Thì ông bà ứng xử bằng cái chuyện hoang đường thì ông phải bị cái quả gì? Quả là hoang đường. Đó là muốn nói cho ông biết về cái nhân quả. Có nhiều khi á, có nhiều người bán nhà bán cửa chỉ vì một giấc chiêm bao thôi, đánh đề đó. Có nhiều người tự giận, có nhiều người bỏ xứ ra đi cũng vì những cái giấc chiêm bao. À, sáng ra cái cầm cuốn sổ hỏi đêm hôm có thấy gì không, tôi thấy con gà con vịt gì đó, rồi bắt đầu phân tích. À, rồi thí dụ như hỏi thấy số 5. À, số 5 là do bao nhiêu số cộng lại, 2 cộng với 3 cũng là 5, 4 cộng 1 là 5. Cứ chia chẻ như vậy, rồi bàn một cái thứ đánh đề. Rồi quý vị thấy có nhiều người chết vì cái cũng cái chuyện đánh đề. Rồi cái chuyện mà đánh ở đây thiếu gì người, làm rất là cực. Nhưng mà đến cái giờ mà nó chơi hockey, cái mùa football, thì sao? Đem tiền ra đi cá độ. Làm thì cực biết bao nhiêu, mình không đánh thì trước sau cũng có kẻ thắng người thua. Mình có đấu hay là không thì cái chuyện người ta chơi người ta vẫn chơi. Còn tại sao mình lấy tiền cực khổ của mình để đánh đổ một cái game chơi của người khác? Đâu có đáng, phải không? Như vậy thì mình gieo cái nhân nào, mình gieo cái nhân hoang đường thì cái quả cũng là hoang đường. Ở đây muốn nói rằng ông Ngộ Không muốn hướng dẫn cho ông vua đến một cái chuyện gọi là nhân quả. Nhân quả, mình gieo cái nhân gì chim bao thì không bao giờ có thật. Mà nếu mà nó có thật đi nữa đó, phải không? Thí dụ nếu có thật thì cũng chẳng sao, mà hơn nữa nó chưa tới. Tại sao mình vì một giấc chiêm bao mà mình làm như vậy? Để mình chuốc lấy, nghĩa là đầu tóc mình bị cạo hết. Đó. Rồi cái ý thứ hai mà trong câu chuyện này muốn nói á, là cái ông mà khi đến đó thì không có cho chấp nhận các ông thầy tu, cho nên Ngộ Không mới đi quơ một số quần áo ngoài đời về cho sư phụ và các huynh đệ mặc. Ở đây cũng muốn nói cái gì? Muốn nói cái tinh thần tùy duyên bất biến của người tu. Đến một cái nghĩa là lúc đó Đường Tăng vì cái hoàn cảnh cần phải thay đổi sắc phục thì cũng thay đổi sắc phục, nhưng mà không thay đổi được cái trái tim của người tu. Bất quá là vì hoàn cảnh phải thay cái gì? Thay cái bề ngoài thôi, nhưng mà nội tâm thực chất không thay đổi. Cái đó gọi là tinh thần gì? Tùy duyên mà bất biến. Thấy không? Gọi là dĩ bất biến, ứng vạn biến. Lấy cái bất biến ứng hóa vạn biến. Vì chỉ thay đổi chiếc áo mà không thay đổi tâm hồn của người tu sĩ. Giống như hồi xưa Việt Nam mình đi vượt biên vậy đó. Vì hoàn cảnh mình đi thì mình phải làm gì? À, mình phải cải trang làm người buôn. Thầy viện chủ hồi xưa cũng cải trang làm người miên mới đi được. Thành thử ra có nhiều khi các thầy cũng phải thay đổi cái hình tướng để mà thoát khỏi một cái vấn đề gì đó. Thở đây cũng vậy, muốn trá hình để mà đừng có bị bắt thì chấp nhận mặc áo của người tu, người đời.
Hồi xưa Ngọc Lâm quốc sư đó, vì muốn độ cho cái cô thiếu nữ tên là Vương Kim Tiểu Thư đó, quý vị có nhớ chuyện đó không? Chuyện đó gọi là chuyện thoát vòng tục lụy đó. Mới đầu đâu có chịu, nhưng mà sư phụ khai thị, sư phụ khai thị con có thể làm được cái chuyện độ người. Ông chấp nhận, ông ra đời. Và cái đêm đó, mặc đồ của một vị chú rể làm đám cưới với cô dâu. Và nhân cái đêm đó, ông đã giảng cho cô dâu nghe về cái sự thay đổi vô thường, bằng cách là ông bắt cái cô thiếu nữ này đi kinh hành xung quanh cái nhang. Đi rất là nhanh, đi thật là nhanh. Càng nhanh thì cái cô này càng mệt, và bắt đầu từ một cái búi tóc thật cao, nó xúc những cây trâm ra, sổ ra, mồ hôi mồ kê nó nhiễu nhại, thì bắt đầu những cái mấy cái kem á, kem hồng, kem đỏ, kem trắng, kem xanh, và bắt đầu nó chảy ra. Và bắt đầu ông mới nói, cô thấy không, cô chỉ đẹp ở trong cái khoảnh khắc trước thôi, và sau một thời gian thì mệt mỏi rồi thì cô sẽ như vậy. Thì cô này mới chấp nhận cho được, cho ngài Ngọc Lâm trở về con đường tu hành. Và đó là một cái phương tiện ngài chấp nhận để mà ngài độ cho cái cô này. Cái đó là tùy duyên. Cho nên con người sống phải linh ứng, ứng xử thích nghi với thời thế. Còn nếu không thì mình bị chết vào ở trong một cái vỏ, bị chết vào một cái hình thức, còn không nên. Mặc dù hình thức cũng cần, nhưng mà mình phải biết tùy duyên. Hôm rồi Pháp Hòa đi qua New York vào ngày 10 Tây, thì qua ngày 11 á, là kỷ niệm 6 năm cái thành phố New York bị attack, bị oanh tạc á. Thì trong đoàn á, chuẩn bị, Pháp Hòa mới nói đây cũng cái duyên. Cái duyên là cái ngày 11 á, là ngay ngày mùng 1 tháng 8. Và mình đến đây cũng nhằm ngay cái ngày này. Và ngày mai sáng 8:40 thì ngay cái địa điểm đó người ta sẽ làm cái lễ tưởng niệm. Cho nên Pháp Hòa mới bàn với quý Phật tử, bữa đó có quý Phật tử ở Cali qua, rồi quý Phật tử ở Virginia, Washington DC rồi lên. Pháp Hòa nói thôi nếu vậy thì thôi mấy huynh đệ mình rủ đi ra ngoài đó buổi sáng, nhân cái ngày người ta cầu nguyện đó, mình cũng kiếm góc nào mình đứng mình tụng kinh cầu nguyện bằng tiếng Việt theo nghi lễ của Phật giáo. Thì quý vị biết là quý Phật tử ở Virginia phải lái xe từ 3:30 sáng đi New York là 4 giờ đồng hồ, thì lẽ ra họ phải đến New York khoảng chừng 7:30 8 giờ. Vậy mà chỉ có 18 mai thôi, tức là khoảng bao nhiêu cây số, 20 mấy thôi, mà quý vị đã bị kẹt đi không được. Xe nó cứ nhích dạch, nó 3 tiếng đồng hồ mới tới. Đi từ 3:30 sáng mà đến tới cái chỗ Pháp Hòa đó là 12:00 trưa. Thì 12:00 trưa thì Pháp Hòa lại có hẹn bác sĩ, Pháp Hòa phải đi bác sĩ. Thì đó rồi chào hỏi rồi xong rồi mời vô nhà ngồi chơi, Pháp Hòa đi bác sĩ. Thì Pháp Hòa mới nói Pháp Hòa đi bác sĩ mau lắm. Vậy mà cù cưa cù nhằn kẹt tới kẹt lui cũng 3 tiếng đồng hồ sau mới về tới nhà. Thì tội nghiệp cho quý vị đó, đi 2:30 chờ mình cho tới 4:00 chiều, rồi mà ngày hôm đó nó lại mưa nữa, cho nên sáng ra thấy mưa quá thì không thể nào đi được. Pháp Hòa mới phone cho quý vị đó, Pháp Hòa nói thôi bây giờ cứ thông mà chờ xe, thả mà bị kẹt gấp, tại bây giờ quyết định là không có đi nữa, ở nhà chờ. Thì mưa quá, đi tới đó cũng không làm được gì, mà người ta đông, mình tới đó mình cũng có chỗ đứng, thôi để ngồi đây. Nếu quý vị tập hợp đúng giờ, còn giờ mình ngồi tại đó, mình mở tivi lên mình hướng về cái nơi đó, mình làm lễ cầu nguyện cũng được. Rốt cuộc rồi thì tới lui thì gặp nhau được là cũng phải 5:00 chiều. Ngồi chơi đúng 2:00 đồng hồ, quý vị phải lên xe về tới dưới, về lại Virginia tới 12:00 khuya.
Rồi đó là mình đã không có những cái mình sắp đặt sẵn, nhưng mà đâu có như mình được. Thế là khuya đêm đó đi vòng vòng sao cái trở về cái chỗ mà hai cái tòa nhà đó đúng 12 giờ khuya. Không, mà nói đúng là giờ linh. Thôi mấy huynh đệ cũng tấp vô, rồi đứng một góc tụng kinh cầu nguyện. Tại vì ngày hôm đó người ta rất là đông, mà người ta cứ tới tấp lên, vô ra để mà cầu nguyện trong cái ngày hôm đó. Thật ra cái đó là cái gì? Đó là mình tùy duyên. Và cũng không cần, dĩ nhiên mình đến là mình cũng mới đầu mình định mình đến mình có cái lễ cầu nguyện, nhưng mà khi mà hoàn cảnh không cho phép thì mình chỉ cần đứng góc. Và Pháp Hòa cũng nói thôi ở đây đông quá, mình tụng lớn tiếng cũng khó. Bây giờ Pháp Hòa chỉ thông báo là mình trì chú vãng sanh và niệm Phật. Và thinh thông báo như vậy thì mọi người cứ chắp tay và lâm râm tụng kinh cầu nguyện, và sau đó đi một niệm Phật A Di Đà để cầu nguyện. Mình không có phải chết cứng trong cái hình thức, nhưng mà đó là một tấm lòng. Và hôm trước còn đang chuẩn bị là nếu không đi được, ngồi tại chỗ mà hướng về, thì cái chiều hôm đó trước khi đại chúng ra về thì có một buổi gặp mặt xung quanh, thì Pháp Hòa cũng nói vài lời cảm ơn quý vị thăm viếng được rồi, thì cũng mời đại chúng đồng chắp tay để mà niệm Phật cầu nguyện cho kẻ còn người mất tại cái chung cư, cái nơi mà mình đang ngồi đó. Vì bây giờ ngay hôm đó là cũng là ngày 11 mà lễ thì đã qua rồi, cái giờ lễ đã qua, nhưng mà cái tấm lòng của mình đến được cái thành phố này rồi, thành phố ngay cái nơi thành phố này đã xảy ra một tai nạn, thì mình cầu nguyện cho họ. Cho nên mình thấy mình là một cái người quân tử. Cái người quân tử là cái người biết sống tùy thời tùy lúc và không có chấp. Người quân tử là giống như là cây trúc vậy đó, phong lai sơ trúc, phong khứ như trúc bất lưu, nhạn quá hàng đàm, nhạn khứ như đàm vô hiện. Thị cố quân tử sự lai như tâm thể hiện, thị khứ như tâm tùy không. Người quân tử sống như vậy đó. Có nghĩa là cái gió nó đi qua cây trúc, rồi gió qua rồi thì trúc cũng biết, trúc không có giữ cái tiếng của gió. Giống như con chim bay trên mặt hồ, bay qua rồi thì hồ không có lưu cái bóng của con chim. Chẳng qua có nước, có bóng chim, có chim thì chim bay ngang thì bóng chìm dưới nước. Rồi chim qua rồi thì nước trở lại bình thường, không có khổ đau vì không giữ được cái hình ảnh của con chim. Người quân tử cũng vậy, sự đến thì đem tâm ra mà tiếp, sự qua rồi là xong. Mình cũng phải sống như là một cái hạnh của đứa con nít. Nít á, nó đánh nhau bể đầu, chảy máu, nhưng mà 5 phút sau thì sao? Nó chơi lại với nhau. Mình phải sống gọi trong kinh Phật gọi là anh nhi hạnh, tức là cái hạnh của một trẻ thơ. Giận chính xe 10, nhưng mà sau đó rồi thì chơi lại với nhau một cách rất dễ. Còn mình bây giờ khó làm cái chuyện đó, phải không? Tại sao vậy? Tại vì mình quá nhiều cái chấp. Mình giam cái lời nói đó của người đó vào trong cái tâm khảm của mình. Mình tự mình làm khổ mình bằng cái lời nói của người đó. Tự mình để cái con người mình, tâm hồn mình sống ở trong một cái động vô đáy đó, không có lối ra. Nhưng mà ngày nào mình cũng cầu nguyện hết á. Mình cầu nguyện làm sao? Mình cầu nguyện là chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ nguyện xin tự độ. Ngoài kia có tham lam, có sân hận, có ngập trời đi nữa, nhưng mà con chỉ cần làm một việc thôi, phá si mê, trí tuệ tuyệt vời. Con nhớ Đức Di Đà lạc quốc. Đức Di Đà là tượng trưng cho thanh tịnh, lạc quốc là đất nước an vui. Chỉ có mấy câu đó thôi là diễn tả được cái chí hướng mà mình muốn sống. Muốn sống làm sao? Sống bình an, sống vui vẻ.
mà mình hứa rồi đó, chúng con khổ nguyền xin cứu khổ, chúng con khổ nguyền xin tự độ. Nhưng mà hình như mình có cảm tưởng rằng bao nhiêu đau khổ của trần gian trời đã dành riêng để tặng chàng. Bao nhiêu đau khổ này hình như cho mình không à? Có nhiều khi mình nói trời ơi, tại sao only me, tại sao có mình tôi thôi. Cho nên trong kinh đó, Phật có dạy một bài kinh là hạnh trẻ thơ, mà trong kinh Đại Thừa thì gọi là an nhi, anh nhi hạnh. Anh nhi hạnh là cái hạnh của một đứa con nít. Mình mà sống được cái hạnh đứa con nít, nó hồn nhiên, nó vô tư đó, thì sao? Thoải mái lắm. Nhưng mà mình không sống được như vậy đâu, hiếm lắm. Có nhiều khi mình nhìn đứa con nít đó, nhà hết gạo rồi mà nó vẫn tung tăng phải không? Nó vẫn vui cười gì, nó đâu có lo gì đâu. Còn bây giờ là mình đủ thứ lo hết. Lo cho gia đình nè, lo 7 rồi lại lo 3, lo cao trổ muộn, lo già hết duyên. Mình lo đủ thứ hết. Mình lo cho này xong rồi, chẳng những vậy thôi, mình còn lo gì nữa? Mình lo cho người dân nước lã nữa. Mình lo đủ thứ lo hết. Nhưng mà bàn tay của mình thì nó bao nhiêu? Nó rất là nhỏ. Mình không có bao giờ mình làm đủ hết á. Nhưng mà ai mà tốt. Nhưng mà mình cũng phải biết làm sao, biết tùy sức. Thì cái người quân tử, chuyện đến thì đem tâm ra ứng xử, phải không? Thí dụ như bây giờ á, người ta mời mình ly nước lạnh thì mình cứ uống ly nước lạnh này. Và đừng có nghĩ rằng á, cái chỗ này không có tốt, chỗ này hà tiện đãi nước lạnh, hồi tuần rồi tôi tới giảng chỗ kia sang hơn đãi nước chanh, phải không? Mà mình cứ sống vậy hoài, cái mình khổ, mình không sống đâu trọn vẹn hết trơn á. Mình không có sống đâu trọn vẹn hết á. Cho nên mình đi tới đâu thì mình phải cứ an cư ở đó. Mình đừng có đem cái sự suy diễn của mình, lưu luyến cái quá khứ, lo nghĩ cái tương lai. Mình không có an trụ ở nơi này thì không an trụ ở đâu hết. Cho nên ở cõi này mình không an trụ được thì sức mấy mà mình an trụ được ở cực lạc Tây Phương. Mà Phật Di Đà mà có thương mình, đem mình về đó, rồi cho các vị Bồ Tát làm bầu bạn, mà giống như trong kinh mình nói vậy đó, các vị Bồ Tát bạn với ta đó, thì mình cũng không thích đâu. Mình nói, mấy ông này tối ngày cứ bắt mình chơi cái gì gọi là đi nghe chim nói pháp, em mai hôm mai em dịu không, hoa trên không liễu nhiễu khóc cùng, mình không có thích. Mình thích chọi đá nè, chọi lon nè, chọi dép nè. À, mình thích chơi nhảy dây, mình thích chơi cò cò, và có một cái chơi nó thích gây lộn. Biết nó lộn mà mình vẫn cứ gây. À, thường thường ta kêu gây lộn phải không? Cãi lộn, đánh lộn. À, biết lộn nhưng cứ làm. Biết là gây lộn, biết là cãi lộn, biết là đánh lộn mà mình cứ làm. Phải chỉ nói đúng không nói. Cho nên mình thường sống với cái gì? Sống với cái mê nhiều hơn là cái tỉnh. Giờ mình tập giống như một cái người, mình tập như ngài Huyền Tăng ở đây. Ngài đâu có thích mặc đồ đời đâu, nhưng mà tại vì lọt vào cái đất nước, cái hoàn cảnh, không mặc thì ta bắt, thôi phải mặc. Ví dụ như giờ mình ăn chay phải không, mà nếu mà mình lỡ mình qua xứ Tây Tạng á, mình vô mấy cái chùa Tây Tạng mình tu á, mà nếu mình cứ bắt là tôi phải ăn chay thôi, là có lẽ mình chưa tu được bao nhiêu là mình đã quỵ trước rồi. Tại vì xứ của người ta không có ăn chay, vì cái đất nước đó không có đất cỏ đâu mà trồng, người ta phải ăn thịt thôi. Thì bây giờ mình cứ bắt chấp, mình nghĩ rằng mình phải chay, thì mình chưa bò tới chay là mình đã lon rồi, phải không? Thành thử ra mình phải biết tùy duyên, tùy hoàn cảnh mà mình sống. Cũng giống như mình tu học vậy đó, mình đừng có bắt là khi nào mình rảnh nguyên ngày mình mới tu. Chừng nào mới rảnh nguyên ngày? Hiếm lắm. Thành thử ra giờ quý thầy phải làm sao? Cũng lại phương tiện.
ai tu muốn tu giờ nào cũng mở cửa on time. Tu bây giờ là on call. Hồi xưa mấy người đi làm mà người ta gác cái phone, người ta để bên như nè, hãng kêu giờ nào là phải chạy đi làm ngày nấy. Bây giờ tu cũng cái kiểu on call vậy đó, rảnh giờ nào tu giờ đó. Khi nào mà hết cái gì coi, bắt đầu mới lụng tới mấy cái phim Phật coi. Không còn nhạc gì mới nghe, bắt đầu mới nghe băng thuyết pháp. Nghĩa là không còn chỗ đi chơi mới mò tới chùa. Chứ còn mà nếu mà mùa hè mà còn ấm mà còn chỗ đi chơi là bắt đầu mình có cớ liền gì. Năm có một lần. Không phải nói gì không có trách, nhưng có nghĩa là thấy được cái tâm trạng của chúng sanh mình là như vậy. Không có lỗi lầm gì hết. Nhưng mà để cho phân tích, để mình thấy được cái tâm chúng sanh mình nó hướng cái gì nhiều hơn. Có phải vậy không? Mình nó nghe mà mình bật cái tivi lên mà mình rà 30 đài, coi đài nào hay bắt đầu ngồi. Không có đài nào hết, bắt đầu mới lục cái thứ khác. Đúng, đúng. Tới luôn mình dành cho những cái chuyện mà cái gì mà free đó là lúc nào phía sau hết. Cho nên người họ mà đi dự những cái trung tâm, mở những cái trung tâm lớn là bắt đóng tiền hết á. Đóng để làm chi? Để họ nghĩ rằng họ đã đóng tiền, anh không đi là anh mất nhận lợi, anh đóng anh mới đi. Và cái thứ nhất, ý thứ hai là anh phải hay lắm anh mới nhận tiền của người ta. Còn cái gì free là không có good. Cái quan họ là vậy. Cho nên chuyện này á, thì mình có thể học được vài ba thứ trong đó. Một á, cái câu chuyện trước á, là mình học là tập sống bớt chấp. Mình chấp nhiều mình khổ nhiều. Và nhất là những lời nói, đôi khi người ta không có cố. Thí dụ hợp á, có hai chị ngồi nói chuyện với nhau. Thì cái chị kia mới hỏi sao bây giờ chị còn thắc mắc gì nữa không, hỏi luôn đi. Chị giận. Chị nói bộ tôi bộ là hay mắc mỏ lắm hay sao mà chị dùng cái từ là chị còn thắc mắc gì không đối với tôi. Quý vị thấy khổ không? Và cái người nói thì họ đâu có tâm, họ chỉ muốn ý họ là giống như bây giờ ngồi nãy giờ nói chuyện hỏi này hỏi kia, bây giờ giống như chị còn những gì chị thắc mắc chị hỏi. Nhưng mà cái người nghe không nghe bằng cái tai bình thường, thấy không? Cho nên đó, ở đời nhiều khi mình tập mình nghe cái bình thường nó khỏe cho mình hơn á. Mà nhiều khi thí dụ cái người kia mà họ có nói mắc mỏ đi nữa, mà nếu mình chỉ nghe bằng bình thường á, thì trước nhất là mình cũng đỡ khổ cho mình nữa. Cái này Pháp Hòa nói bằng kinh nghiệm đó. Có nhiều khi á, có hồi đó mà tới nhà ông cụ chơi, thì ông cụ mới nói thầy biết không, hội Việt Nam á, mình tới nhà người ta cái người ta hay mời cơm lơ á, biết không, tôi cũng ăn bỏ ghét. Và nhiều khi á mình đói quá thì cũng ăn, biết không, biết, nhưng mà mình phải có cái nghệ thuật để ăn. Mà tao không nói, mình bước vô nhà cái ta mời mình ăn á, cái mình nhìn mình nói ôi cha có ớt hả, cha thôi có ớt để tôi ngồi ăn chén cho vui. Nhưng mà cũng ăn, nhưng mà lấy cái gì, lấy cái cớ là để mình ăn. Rồi chan nước mắm vô cái gần hết, cái trời ơi lỡ chan miếng nước mắm mặn quá rồi thôi cho. Thật ra mình đi ăn kiểu đó cái mình khỏi ăn cơm nhà. Cái thời mà nó nghèo cái nó cũng phải có nghệ thuật. Nghệ thuật đi ăn. Mà quý vị có nhớ mấy cái chuyện đó không? Vô cái nó trời ơi có ớt ngon quá, tôi no rồi đó, mà thấy ớt ngon quá thôi để ăn ba hộp thôi nghe. Thì giống như cái ông tới nhà ăn cơm á, mà người ta mời lên, ông phải ngồi xuống ăn xong biết nói làm sao. Cái ông nói trời nãy tôi đi chợ đó, người kia bán cam trái nào trái nấy nó to như cái chén này nè, cái ông chìa cái chén không ra. Ý ông muốn chỉ cho cái chủ nhà biết là cái chén tôi hết cơm rồi nè, thì mong chủ nhà chụp cái chén rồi với cơm thêm, đúng không? Chủ nhà cũng tin lắm. Cái chủ nhà mới nói trời ơi cái trái của anh ăn thua gì, đầu chợ nè, bán trái nào trái nấy nó to như cái nồi này nè. Đưa nguyên cái nồi cơm không ra.
Thì đó là hai cái câu chuyện mà ngày của Đường Tăng á, thì hôm nay Hòa muốn kể cho đại chúng nghe vậy đó. Vậy mình sau khi một thời gian mình lăn lộn nổi chìm trong cuộc sống, và khi mà nhiều cái đau khổ nó đến với mình, nhiều cái sự mà vấp phải đó, thì mình sẽ học được rất nhiều những kinh nghiệm trong cuộc sống. Vì vậy mà ông bà mình nói rằng con đi trường học, mẹ đi trường đời. Tại vì trường đời thì không bao giờ hết, và lúc nào chúng ta đi chúng ta cũng học hỏi rất là nhiều. Và dĩ nhiên đường đời nó không phải như mình nghĩ, nó là một thứ cầu tre lắc lẻo, gập ghềnh khó đi. Cái câu rất là hay đó, câu đó hay lắm, mà mình nghe mà mình phải đem cái tư duy mình suy xét thì mình sẽ thấy những cái sự nhắc nhở của cha mẹ, của ông bà mình rất là thấm thiết. Thì mình tập sống thì mình sẽ bớt khổ chừng này. Không dám nói là mình không còn chấp. Cái trường hợp đó cũng khó lắm, tại vì mình còn là phàm phu, mình còn biết lắng tai nghe, mình còn biết phân định, thì kêu là mình đừng chấp khó. Nhưng mà tập, nếu có đến với mình thấy rõ ràng mấy ngày nay mình chấp, mình đau khổ quá rồi đây nè, bực bội quá rồi, giờ buông. Bớt chấp vợ thì vợ cũng đỡ khổ, vợ bớt chấp chồng, cha mẹ bớt chấp con cái thì con cái đỡ khổ. Thì đó là Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng những cái lời hướng dẫn của giả Ngô Thừa Âm trong hai cái câu chuyện này. Xin chúc an vui. Dạ. Thì cái câu hỏi là cái người ba phải có phải giống như người tùy duyên không? Thì theo cái này là theo cái kinh nghiệm thôi. Cái người ba phải á, là cái người họ không có cần biết cái đó nó tốt hay là xấu, kết quả nó tốt hay xấu họ không có khe, và họ chỉ thuận để mà được lợi cho họ trong lúc đó thôi, và họ không màng đến người khác. Mình tạm ví dụ trường hợp ba phải là như vậy, tức là họ không có dính dáng ai sao tôi dạy, ai làm bậy tôi làm theo. Và nếu mà hữu sự thì tôi chạy, thí dụ vậy. Cái trường hợp như vậy là trường hợp khác. Còn cái người tùy duyên á, là cái người họ phải vận dụng cái trí tuệ. Khi họ quyết định là họ nên tùy duyên, và tùy duyên này nó sẽ mang một kết quả gì cho mọi người xung quanh cũng như cho bản thân họ. Chú hiểu không? Thành thử cái tùy duyên là có cái sự tư duy, có cái sự suy xét, đắn đo, suy nghĩ, phân lượng. Còn người ba phải họ không cần biết gì, chết cũng được, sống cũng được, họ chỉ là cái người tới chơi, ai nói sao họ hùa theo, họ nói cho vui vậy. Nhưng mà họ không có cần biết cái chuyện đó là như thế nào. Cái người, cái chữ ba phải là vậy. Thí dụ bây giờ mình nói ví dụ đi. Thí dụ như bây giờ là hôm nay á, có một cái gia đình đó họ lên đây họ xin cúng mà mình quên. Rồi họ nói cái gì đó, cái mình cũng nói theo, tức là cho nó xong chuyện vậy đó. Mà mình không có cần biết là mình quyết định như vậy là rồi có kẹt gì cho chùa hay không, hay là cho thầy hay cho mấy chị, mấy vị Phật tử khác không. Tức là mình quyết định một cái để cho nó xong cái họ đi rồi thôi, không cần phải suy tính. Còn cái người tùy duyên á, là trước khi họ quyết định họ đi theo cái chuyện này, họ phải biết rằng ồ bây giờ cái người này xin cúng 12 giờ nè, nhưng mà 12 giờ này có chương trình gì không, có chương trình gì hay không. Rủi mình hẹn hứa người ta 12 giờ mà rồi chương trình mình đã sắp xếp nữa thì kẹt lắm. Mình cũng sẽ tùy duyên, nhưng mình sẽ bàn thảo với người đó, có thể mình tùy duyên làm cho họ trễ một chút, nhưng họ cũng phải nên nương theo cái duyên của mình là trễ thêm chút nữa, vừa phù hợp cho mình mà vừa cũng có thể làm được việc cho họ. Đó, tùy duyên tức là phải có một cái sự sắp xếp, suy tính chuyện này nó lợi nó hại. Nói như vậy á, thì thường thường cái người mà họ trước khi họ quyết định tùy duyên, họ đều có cái khoảng khắc để họ định lại, họ suy tính.
Còn mình cái gì cũng ok hết, sao cũng được hết, không được. Có nhiều khi nó kẹt. Cho nên ba phải với từ duyên nó khác.